mươi 309, người vẫn yêu tiêu kiêu sao? Tử ừ An khuôn mặt cực kỳ lúng túng, Tô Thanh, cái này cũng không thể hỏi, nhiều người như vậy ở đây. Tô Thanh cũng thực sự là quá không biết đạo phân tắc mẫu thân cùng lão thái quân đều ở nơi này đâu. Nhưng mà cũng chỉ có viên thúy ngữ một cái cảm thấy có chút lúng túng, lão thái quân thế nhưng là tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem mộ dung kiệt. Mộ dung kiệt cũng không nghĩ đến Tô Thanh hỏi như vậy. Cái này chuyện phòng the há có thể cáo chi ngoại nhân nhưng mà hắn mới còn to tiếng không biết thẹn nói đều có thể cáo nhân chi chuyện suy nghĩ một chút hắn nhìn chằm chằm tô thanh nói hai lần hắn ngược lại là suy nghĩ nhiều tới mấy lần nhưng mà nàng không cho phép a à, trần liễu liễu ghen tị nhìn xem từ an nàng nhiều may mắn a à. đám người cười vang từ an hận không thể chui vào dưới đáy bàn đi chuyển chủ đề chuyển chủ đề cái tiếp theo từ an vỗ bàn hô to lần này là rút được tráng tráng chán chán có thể chỉ định người hỏi nàng nhìn chung quanh toàn trường cảm thấy tối vô hại chính là trần thái quân thế là nàng nói lão thái quân hỏi từ an có chút thất vọng việc này nếu để cho nàng lão thất sao thân vương hay là lễ thân vương hỏi đại khái đều sẽ hỏi nàng còn dự định thành thân sao trần thái quân cười cười lão thân hỏi vậy được rồi lão thân liền tùy tiện hỏi một cái xem như bỏ qua cho công chúa Đám người nghe xong lời này không khỏi thất vọng, xem ra, lão Thái Quân là dự định nhường. Trần Thái Quân đoan chính thần sắc, nhìn xem tráng tráng, chỉ hỏi sáu cái chữ, thanh âm êm dịu, lại giống như chấn tiên tầm thường tại mọi người trong lỗ tai nổ, ngươi vẫn yêu tiêu kiêu sao. Hiện trường lập tức im lặng phải một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Từ An tại hiện đại thời điểm cũng có thần tượng người, thần tượng của nàng chính là Pirate of the Caribbean bên trong rách thuyền trường nhưng mà nàng bây giờ thận trọng quyết định muốn đem thuyền trưởng rời đến vị thứ hai vị thứ nhất lão thái quân không ai có thể hơn vấn đề này chính là cho tại chỗ bất cứ người nào cũng sẽ không hỏi một cái là lo lắng đến tráng tráng cảm thụ thứ hai là hỏi lời này đã không có ý nghĩa nhưng mà kỳ thực dạng này che giấu đều không phải là biện pháp tốt tốt nhất chính là như lão thái quân dạng này nói chúng tim đen buộc hai cái người trong cuộc đi đối mặt tráng tráng trên khuôn mặt huyết dịch từng tấc từng tấc mà rút đi, trong tay nàng nắm chặt chén rượu, không có trả lời, cũng không nhìn tiêu kiêu. Tiêu kiêu vậy mà giống như nàng. Trong tay chuyển động cái chén, ngón tay run nhẹ nhẹ, cũng không dám nhìn bất luận kẻ nào, ánh mắt buông xuống. Tử An vốn là hy vọng hai người có thể thẳng thắn tương đối, nhưng mà nhìn thấy tráng tráng cùng tiêu kiêu cái dạng này, trong lòng thay nàng khó chịu, vội vàng nói, tính toán, đổi một cái. Đổi một cái tráng tráng ngẩng đầu, nhìn xem từ an nói, không cần. Bản cung có thể trả lời. Tiếp đó, nàng đem ánh mắt chuyển rời đến tiêu kiêu trên mặt, lẳng lặng nói, yêu, bây giờ không thương, ta cùng hắn đã là đi qua, sứ quân có phụ ta cũng có người yêu thích. Lần này là tiêu kiêu mặt trắng, hắn vẫn như cũ không nói chuyện, chỉ là uống rượu trong ly. Không có ai nghĩ tới, tráng tráng đáp án lại là dạng này. Trần Thái Quân nói, công chúa, nhất định phải là lời thật lòng tráng tráng gật đầu là thật tâm lời nói nếu không phải thực tình ta đột từ đầu đường bầu không khí lập tức trở nên khó chịu mọi người nhìn tráng tráng kỳ thực trong lòng đều hiểu nàng không phải nói lời thật lòng nhưng mà nàng như vậy ác độc mà nguyên rủa mình trần thái quân nhẹ nhàng thở dài tính toán lão thân vốn không nên hỏi từ an đối với viên túy ngữ nói đem lệnh bài ném đi a à, hôm nay chỉ cho phép nói ra tâm sự tình Viên Thúy ngữ là ước gì không hỏi nữa đi, miễn cho một hồi lại rút chúng chính mình. Không khí trầm ngưng để yến hội không cách nào lại tiếp tục tất cả mọi người có mấy phần say rượu, mộ dung kiệt nói, tản đi đi. Tráng tráng đầu tiên rời chỗ cũng không quay đầu lại đi. Mọi người nhìn về phía tiêu kiêu tiêu kiêu ngẩng đầu nhìn chung quanh đám người một mắt tất nhiên tản, vậy thì tản đi đi. Nói xong, hắn cũng đi trước khi đi cầm đi một vò rượu tự ừ an cùng hồ vui vẻ liếc nhau hồ vui vẻ nói hảo ta cũng đi nàng và tráng tráng có chút giao tình cho nên để nàng đi xem lấy tráng tráng lão thái quân cũng rời chỗ lão thân để đại gia mất hứng xin lỗi nàng vừa đi anh em nhà họ trần tự nhiên cũng đi liễu liễu nhìn tiêu mở đất một mắt giống như là nói ra suy nghĩ của mình nhưng mà tiêu mở đất không nhìn nàng quay người đi liễu liễu đáy mắt buồn bã đi theo lão thái quân rời đi Nhu Giao thấy mọi người đều đi, liền đối với Tô Thanh nói, người đưa ta trở về đi. Tô Thanh tự nhiên rất tình nguyện, hảo, đi thôi. Yên tĩnh tướng phủ, lập tức giống một cái phế tích. Tử An đối với viên thúy ngữ nói, mẫu thân, không bằng ngươi dọn đi a à, trở về viên phủ ở, không được viên thúy ngữ lắc đầu ta thủy chung là viên phủ gả ra ngoài nữ nhi. Ta trở về thường chú không thích hợp hậu viện cái kia một khối địa phương là ta ta liền dọn dẹp dọn dẹp ở lại liền coi như đến nỗi tướng phủ nàng nhìn chung quanh một mắt trả lại triều đình để triều đình xử lý mộ dung kiệt nói không cần trả lại liền cùng nhau ban cho nhạc mộ a cảm tả viên thúy ngữ phúc thân từ an lần này rời đi đem phan đan cùng dương má má cũng mang đi đến nỗi đao lão đại cùng tiểu tôn lại lưu lại chiếu cố cây long nhãn cùng viên thúy ngữ đao lão đại là tạm thời lưu tại nơi này viên thúy ngữ bên cạnh không có một cái đắc lực người tử an cũng không yên tâm đối với lúc ở trên xe ngựa mộ dung kịp nói kỳ thực mẫu thân ngươi hẳn là rời đi nàng ở lại nơi đó chẳng lẽ đối với hạ hòe quân còn có quyến luyến tử an biết không phải là nàng không đi là bởi vì cái chỗ kia là con gái nàng xuất sinh trưởng thành chỗ nàng cũng cảm thấy nữ nhi linh hồn sẽ một mực ở lại nơi đó cho nên nàng không đi Mộ Dung Kịch đem tướng phủ ban cho nàng thời điểm, nàng thật cao hứng, bởi vì nàng có thể trông coi nàng và nữ nhi hồi ức. Nàng chỉ là một cái thương tâm mẫu thân. Trước lúc này, có cửu hận chống đỡ lấy nàng, nhưng là bây giờ, Hạ Hoè Quân cùng lão phu nhân đều đã chết, nàng lập tức mất đi chèo chống, còn lại cũng chỉ có thương tâm. Cho nên, Tử An cách trước khi đi, tại bên tay nàng nói, Hạ Hoè Quân là chết, nhưng mà Trần Linh Lung, Hạ Uyển Nhi cùng thái tử còn sống, bọn hắn mới thật sự là trên ý nghĩa hung thủ lưu lại đao lão đại cũng là sợ nàng có cái gì nghĩ quẩn kỳ thực nàng đặc biệt hy vọng viên thúy ngữ cùng sao thân vương đi rời đi kinh thành rời đi nơi này nàng kỳ thực còn rất trẻ ba mươi mấy tuổi không đến bốn mươi nàng còn có thể có một đoạn rất đặc sắc nhân sinh nếu như nàng có thể đi ra đau đớn mà nói hạ uyển nhi cùng trần linh lung tìm được không có từ an vấn đạo mộ dung kiệt nói có tin tức tin tưởng ít ngày nữa tìm được tử an rúc vào bờ vai của hắn nhớ tới ngày đó sự tình nàng mặc dù không phải tận mắt nhìn thấy nguyên chủ hạ tử an bị đánh đập dẫn đến tử vong nhưng mà nàng xuyên việt tới thời điểm đã là mình đầy thương tích bên tai cái kia tiếng kêu thê lương phảng phất còn không có tán đi cái kia một hồi tàn nhẫn thì bạo quá trình nguyên chủ hạ tử an nên có nhiều sợ a à, nàng cứ như vậy thê thê thảm thảm mà chết đi Mỗi khi gặp nghĩ tới đây tử an nắm đấm liền sẽ nắm chặt nàng là không thể bỏ qua cho Trần Linh lung mẫu nữ cùng thái tử. Nàng suy nghĩ cũng không phương mộ dung kiệt đột nhiên hỏi một câu tử an. Đêm nay ngươi có chuyện gì khẩn yếu không có? Tử an lắc đầu không có a à, thế nào? Mộ dung kiệt lộ ra nụ cười quỷ dị lại ra vẻ cảnh thái bình giả dạ tạo không có gì. Trường 310, ngốc đầu Nga tình yêu ta muốn tìm người trò chuyện. Tử An biết là bởi vì Tiêu Mở Đất nàng đêm nay nghe được Tiêu Mở Đất nói không muốn cưới nàng nhất định thương tâm chết a. À. nhớ tới nàng từng đáp ứng Trần Thái Quân sự tình, bây giờ sợ là muốn nuốt lời, cho nên nàng Trần An nói hảo. ta cùng ngươi trò chuyện vậy ta đêm nay tại Vương phủ ở lại, ngươi theo ta ngủ một cái phòng, ta không muốn một người đợi. Tử An còn chưa lên tiếng, bên kia Mộ Dung Kiệt nghe được lập tức nhân tiện nói để thị nữ cùng ngươi ngủ không ta muốn theo tử an nói chuyện trần liễu liễu đảo có cái gì ngày mai lại nói nếu không thì bây giờ nói nửa canh giờ cũng có thể không cần cùng ngươi ngủ mộ dung kiệt kiên quyết phản đối trần liễu liễu gặp mộ dung kiệt âm thanh nâng lên lập tức ủy khuất vành mắt lại hồng một cái tử an thấy thế vội vàng hướng mộ dung kiệt nói không quan trọng ta bồi nàng một buổi tối miễn cho nàng suy nghĩ lung tung mộ dung kiệt gấp một cái kéo nàng đi sang một bên hạ giọng tức giận nói ngươi vừa mới thành thân không lâu sao có thể bỏ lại bản vương đi cùng nàng ngủ không được đừng như thế không thèm nói đạo lý nàng không phải khổ sở sao từ an đạo mộ dung kiệt kéo dài khuôn mặt ngươi có phải hay không cố ý tránh ra bản vương ta tại sao muốn tránh đi ngươi từ an không giải thích được nhìn xem hắn ta buổi tối không phải làm chuyện sao ngươi cố ý né tránh mới kết hôn ngươi liền bắt đầu vắng vẻ bản vương về sau còn cao đến đâu mộ dung kiệt có vẻ hơi sinh khí tử an sắc mặt cực kỳ lúng túng được 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 ta dỗ tốt nàng liền trở lại được rồi mộ dung kiệt cũng nói không thể vượt qua giờ tí hảo ta đáp ứng ngươi tử an bảo đảm nói nguyên lai trần liễu liễu sở dĩ khổ sở là bởi vì trần thái quân nghe xong tiêu mở đất mà nói sau đó để trần liễu liễu phóng tiêu tiêu mở đất lại tìm một người thành thân đây không phải ngươi ban đầu dự định sao ngươi còn nói nguyện ý gả cho tô thanh đâu từ an đạo trần liễu liễu lắc đầu ta không biết trước kia ta là nghĩ như vậy nhưng mà khi đó ngươi cùng tiêu mở đất đều không thấy ta không biết các ngươi muốn đi người điên đảo chỉ muốn hắn là xảy ra chuyện ta khổ sở muốn chết suy nghĩ nếu như hắn chết ta cũng không sống được khi đó ta mới biết được Nguyên lai ta thích hắn như vậy, thành thân một người cả một đời chỉ có một lần, ta không muốn theo tùy tiện tiện gả đi. Tử An nắm chặt tay của nàng, ngươi nha đầu ngốc này. Ngươi dạng này nghĩ là đúng, nhưng mà ngươi không sợ ngươi tổ mẫu nói những cái kia, ngươi đến ngày sinh liền sẽ chết sao? Ta sợ ta rất sợ chết, trần liễu liễu cầm ngược tử An tay, nâng lên sầu bi con mắt nhưng mà ta cũng không muốn gả cho những người khác, ngày đó ta thấy ngươi mặc áo cưới cùng vương gia bắt tay lại lẫn nhau, ta chỉ muốn nếu như ta cũng có thể gả cho ta người yêu thích liền tốt, dù là gả cho hắn ngày thứ hai ta liền chết ta đều nguyện ý. Liễu liễu vẫn luôn là rất lạc quan, bỗng nhiên trở nên như thế sầu bi, nhường cho con sao cũng nhịn không được đau lòng đứng lên. Nàng suy nghĩ một chút tiêu mở đất có lẽ đối với người cũng là có chút điểm ưa thích, chỉ là hắn không làm rõ được tình cảm của mình, phía trước ngươi cùng tô thanh cố ý lui tới mật thiết hắn đều mất hứng, cũng bởi vì cái này cùng Tô Thanh náo loạn không thoải mái. Người trước tiên không nên gấp gáp, hoặc người có thể cho người cùng hắn một chút thời gian, thật tốt ở chung một chút, người cũng không cần che giấu, đối tốt với hắn một chút. Dạng này có lẽ hắn có thể ý thức được tình cảm của mình, người thật cảm thấy hắn có chút thích ta. Liễu liễu đáy mắt bốc lên hy vọng. Từ an nhìn xem nàng, kỳ thực không nhất định nhưng mà không đành lòng lại để nàng thất vọng. Ta thì cho là như vậy liễu liễu truyền gáy mỉm cười hảo ta liền cố gắng nữa cố gắng nếu như có thể gả cho hắn ta làm cái gì đều nguyện ý Từ an nhẹ nhàng ôm lấy nàng trong lòng thở dài tiêu mở đất ngươi cái này ngốc đầu nga biết mình có nhiều hạnh phúc sao nếu như ngươi thật sự không muốn cưới liễu liễu cũng hy vọng ngươi nhớ kỹ từng có một cô gái vì ngươi cái gì đều nguyện ý làm nàng biết liễu liễu đối với trần thái quân thuyết pháp tin tưởng không nghi ngờ nàng cũng rất muốn sống sót đêm nay nàng nói nếu như không thể gả cho tiêu mở đất thà bị không gả liền chờ cùng nói là không muốn cái mạng này phần cảm tình này thật chí cùng thuần túy thật sự rất để cho người ta xúc động từ an quyết định tự mình cùng tiêu mở đất đàm luận một lần vừa vặn hôm sau giữa trưa tiêu mở đất bồi tiếp mộ dung kiệt cùng nhau từ tảo chiều trở về nàng liền đơn độc gọi lại tiêu mở đất hai người ở trong sân trong lương đình ngồi xuống ngăn cách lòng sinh không cam lòng mộ dung kiệt hắn từng cặp sao cùng tiêu mở đất có bí mật nhỏ cảm thấy rất không vui tự an nói thẳng tiêu mở đất ngươi nói cho ta biết ngươi thật sự rất không thích liễu liễu sao tiêu mở đất không nghĩ tới là hỏi vấn đề này có chút không cao hứng vì cái gì mỗi người đều tới hỏi ta có phải hay không thích nàng ta thật không ưa thích nhưng mà phía trước liễu liễu cùng tô thanh tốt thời điểm ngươi không phải rất tức giận sao ngươi tốt nhất nghĩ một hồi liễu liễu chỗ tốt có lẽ ngươi sẽ thích nàng đâu từ An dẫn đạo nói. Tiêu mở đất nói, ai nói ta tức giận. Ta khi đó chỉ là không thích Tô Thanh lúc nào cũng không mang theo ta ra ngoài, trước đó chúng ta chơi cũng là cùng nhau đi. Từ An không nghĩ tới là bởi vì dạng này. Xem ra tiêu mở đất thật sự không thích liễu liễu, chuyện cảm tình, không thể miễn cưỡng. Nhưng mà tử an cuối cùng có chút không cam tâm, vậy ngươi cảm thấy liễu liễu được không? Có lẽ, liễu liễu có cái gì chỗ để ngươi thưởng thức? Tiêu mở đất suy nghĩ một chút, nàng thích cười, cười dễ nhìn, cười lên có lúng đồng tiền nhỏ, còn không biết sinh khí, có đôi khi ta nói với nàng thật nhiều lời nói, dễ trêu người tức giận mà nói. Nàng cũng sẽ không tức giận, đây là điểm tốt A, à, chính là nàng không keo kiệt. Tự an trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, không phải liễu liễu sẽ không tức giận. Mà là nàng có lẽ thật là yêu tiêu mở đất, nàng chỉ là muốn cho hắn vui vẻ, không dám sinh khí, hèn mọn mà thích vậy nàng trên thân ngoại trừ ngươi cho là thô lỗ bên ngoài còn có cái gì không thích nàng sao tử an tiếp tục vấn đạo tiêu mở đất lại nghĩ đến một chút sau đó nói tựa hồ không có tử an lại hỏi nếu như bây giờ nói cho ngươi liễu liễu có thể sẽ cùng tô thanh thành thân trong lòng ngươi có ý kiến gì không nói với ta nói thật nếu như ngươi nói thật ra ta đem chiếc nhẫn cho ngươi ngươi chiếc nhẫn đâu ta không gặp ngươi mang theo tiêu mở đất vẫn luôn muốn hỏi ta phóng dậy rồi từ An nói dối không đỏ mặt. Yêu mở đất ngấp nghé chiếc nhẫn, cũng liền hào hào mà suy nghĩ một chút mới trả lời Từ An, ta hẳn là sẽ không vui, nhưng mà vì cái gì không vui, ta cũng không biết. Trong đầu nghĩ đến bọn hắn lập gia đình tràng cảnh, ta liền không vui, có thể là Tô Thanh trước đó đã nói với ta. Hắn sẽ không thành thân nhanh như vậy, chúng ta là muốn cùng một chỗ đối kháng trong nhà. Tử An biết muốn đối phó loại này ngốc đầu Nga phải nói phải thông thấu một điểm vậy ngươi có hay không nghĩ tới có lẽ ngươi không cao hứng bọn hắn thành thân không phải là bởi vì tô thanh trước tiên ngươi thành thân mà là ngươi bởi vì ngươi trong tiềm thức là ưa thích liễu liễu tiêu mở đất ngơ ngác một chút này làm sao sẽ đâu ta là cảm thấy liễu liễu làm người khác ưa thích nhưng ta cũng không muốn cưới nàng tiêu mở đất a à, không nên quên trước đây liễu liễu hẹn ngươi ra ngoài là ngươi để tô thanh đi thay thế ngươi vậy tại sao bây giờ nói cho ngươi Tô Thanh muốn cùng liễu liễu thành thân, người không cao hứng, cái này không mâu thuẫn sao? Trường 311 Trần Linh Lung bị bắt trở về. Nhưng mà, nếu như Tô Thanh thật sự cưới liễu liễu, cái kia ta muốn hiểu rõ một chút, ta không biết. Tiêu mở đất nói. Tử An thấy hắn phảng phất có chút khai khiếu, nhân tiện nói, đi thôi, hào hảo, hảo nghĩ một chút, liễu liễu là cô nương tốt, đáng giá người đối tốt với hắn. Tiêu Mở Đất đi sau đó, Liễu Liễu từ giữa phòng đi tới, nàng cảm kích nhìn xem Từ An, "Cảm ơn ngươi." Từ An nói, "Không nên gấp gáp, hắn chưa nóng." Có lẽ còn không có làm rõ ý nghĩ trong lòng, Tiêu Mở Đất là Vũ Phu, đối với tình hình luôn luôn là quá xem trọng, không, có lẽ nói hắn chưa từng nghĩ qua, càng không nghĩ tới thành thân. Bỗng nhiên nói với hắn có nữ hài thích hắn như vậy, muốn gả cho hắn, hắn có khả năng sẽ không biết làm sao. Liễu liễu giống như là hạ quyết tâm, ta liền chờ hắn, mặc kệ hắn có cưới hay không ta, ta đều sẽ không gả cho người khác. Từ an võ võ tay của nàng, yên tâm, hắn sẽ khai khiếu, hy vọng ta có thể đợi được. Liễu liễu sáng sủa nở nụ cười, đáy mắt lại nói không ra sầu bi. Từ an nhìn nàng, trong lòng có chút khó chịu, đã từng cỡ nào sáng rỡ một cô nương, bây giờ đáy mắt đều lồng bên trên sầu bi, nàng từng cho là liễu liễu loại tính cách này người. Cả một đời đều không không biết oán buồn mình bây giờ xem như hạnh phúc nàng hy vọng tráng tráng cùng liễu liễu cũng có thể được hạnh phúc. Qua hai ngày, cuối cùng truyền đến tin tức tốt, Trần Linh lung cùng Hạo Uyển Nhi tìm được, đã mang về kinh thành tạm thời an trí tại trong tướng phủ từ sử sách huyện chủ câu lấy. Tướng phủ bởi vì liên lụy tiến tham ô án tại hạ hòe quân sau khi chết nhà của hắn tài ngoại trừ tướng phủ đại trạch bên ngoài toàn bộ niêm phong mà Trần Linh lung mang đi vàng bạc tài bảo. Tự nhiên cũng muốn trả lại triều đình mộ dung kiệt đem người giao cho sử sách huyện chủ là không muốn quan phủ nhúng tay chuyện này hắn hy vọng do tử an kết giữa các nàng ân oán tình cừu trần linh lung cùng hạ uyển nhi đều mười phần chật vật các nàng một mực hướng về bắc đi chạy trốn tới hòe huyện liền muốn dàn xếp lại cũng nghe đến trong kinh tin tức các nàng đều cho là hạ thừa tướng sau khi chết liền không người lại truy cứu mẹ con các nàng nhưng mà không nghĩ tới mộ dung kiệt đối với các nàng theo đuổi không bỏ cái này còn không có tu xếp tốt liền bị bắt được Viên Thúy ngữ bên hồ nhà gỗ đã xây dựng đứng lên, hai ngày này nàng cũng là ở tại trong nhà gỗ, nhã thất còn không có hủy đi, thấu ngọc cùng khác người làm trong phủ một dạng, đều đi. Trần Linh Lung cùng Hạo Uyển Nhi được đưa tới viên Thúy ngữ trước mặt, viên Thúy ngữ nhìn cái này chật vật không chịu nổi nữ nhân, trong lòng nổi lên cừu hận lửa giận. Tại nữ nhi trước khi chết, nàng kỳ thực không căm hận Trần Linh Lung, vô quân của nàng di tình Trần Linh Lung, không phải Trần Linh Lung sai, không phải Trần Linh Lung, cũng sẽ là những người khác nhưng mà làm nữ nhi chết ở Trần Linh Lung trong tay nàng liền ngày đêm đều lấy báo thù vì niệm Trần Linh Lung lộ ra rất hoảng sợ ngược lại là Hạ Uyển Nhi còn mười phần phách lối là người bắt chúng ta trở về dựa vào cái gì a à? ngươi cái này nữ nhân ác độc là ngươi hại chết phụ thân Đào Lão đại gặp nàng kêu gào cả giận nói ngươi ngậm miệng còn không có đến phiên ngươi nói chuyện Viên Thúy Ngữ nhìn xem Hạ Uyển Nhi Hạ Hoè Quân không phải phụ thân của ngươi phụ thân của ngươi là trần nhị điểm ấy mẫu thân ngươi rất rõ ràng hạ uyển nhi bây giờ tự nhiên biết đây là sự thật nhưng mà nàng sẽ không thừa nhận dù cho hạ hòe quân bây giờ đã chết dù cho hắn danh tiếng xấu xí có thể dù sao cũng so trần nhị cái này trợ búa vô lại hảo ngươi đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ ta không tin lời của ngươi hạ uyển nhi khẽ nói phu nhân ngươi còn không có dự định cáo chi nàng chân tướng sao viên thúy ngữ nhìn về phía trần linh lung một tiếng phu nhân mười phần châm chọc. Trần Linh Lung phù phù một tiếng quỳ xuống, "Huyện chủ, ta tự hiểu trước kia là ta không tốt." Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, "Buông tha ta, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý, cho dù là ở bên cạnh ngươi làm một con chó ta đều nguyện ý, chỉ cần ngài tha ta một cái mạng." Hạ Uyển Nhi gặp mẫu thân như thế, không có cốt khí, giận dữ, "Mẫu thân, ngươi điên rồi sao?" "Tại sao muốn cầu nàng?" "Nàng lại không làm gì được chúng ta?" Phụ thân không có tôi ngươi, ngươi vẫn là tướng phủ Thiết thị, phụ thân trước khi chết không có nhận tội, cho dù có cũng không phải liên lụy cửu tập ngươi ngậm miệng. Không cho phép cãi vã huyện chủ, Trần Linh Lung lại quay đầu lại hướng Hạ Uyển Nhi gầm thét. Hạ Uyển Nhi gần như không thể tin tưởng mình lỗ tai. Mẫu thân Trần Linh Lung quỳ phía trước một bước, dập đầu nói, huyện chủ tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngài không muốn cùng nàng tính toán. Viên Thúy ngữ thản nhiên nói, yên tâm ta sẽ không thương tổn ngươi nữ nhi, nàng có thể đi. Hoàn có đầu, nợ có chủ, nàng chỉ tìm Trần Linh Lung. Hạ Uyển Nhi tất nhiên cũng liên lụy đi vào, nhưng mà, nàng muốn lưu Hạ Uyển Nhi một mạng, cũng không phải mềm lòng, mà là Hạ Uyển Nhi làm hết thầy, cũng là Trần Linh Lung ở sau lưng an bài. Hạ Uyển Nhi sai tại không tự lượng sức lại muốn bay lên đầu cành, nhân sinh sau này sẽ dậy sẽ nàng, thỏa mãn mới là hạnh phúc. Đương nhiên, nàng sẽ không thỏa mãn cũng liền đã chú định nàng về sau nhân sinh bi thảm. Hạ Uyển Nhi nghe xong viên thúy ngữ mà nói cười lạnh ta không cần ngươi phóng ta muốn đi liền đi. Nói xong cầm lấy những cái kia vàng bạc châu báu liền muốn đi. Đào lão đại một cái tiến lên đoạt lại những thứ này đều phải trả lại triều đình không cho phép lấy đi. Hạ Uyển Nhi tức giận nói cái kia giàu gì đem ngân phiếu cho ta không có bạc ta về sau ở chỗ nào. Như thế nào ăn cơm như thế nào cho hạ nhân tiền công ngươi còn nghĩ có hạ nhân, nằm mơ giữa ban ngày đi thôi. Đao lão đại khẽ nói, viên thúy ngữ nhìn xem đao lão đại cho nàng một trăm lượng. Một trăm lượng đủ cái gì, mua một cái phòng ở cũng không đủ. Bây giờ trong kinh tốt một chút viện tử đều phải hơn ngàn lượng ngân, một trăm lượng đủ cái gì. Viên thúy ngữ nhìn xem hạ uyển nhi, cái này một trăm lượng là hạ lâm trước đó tồn tại ta chỗ này bạc ngươi là hạ lâm tỷ tỷ. Cho nên ta đem cái này một trăm lượng cho ngươi, một trăm lượng, là người nhà bình thường gần tới ba năm chi tiêu, ngươi như tiết kiệm một chút hoa, đầy đủ trèo trống đến ngươi xuất giá. Trong phủ hạ nhân một tháng tiền công mới năm tiền bạc từ đến một lượng bạc, một trăm lượng chính xác đã coi như là số tiền lớn. Cây lòng nhãn ở một bên nói khẽ, huyện chủ, ngài không cần thiết cho nàng nhiều bạc như vậy. Viên thúy ngữ mỉm cười, không, có cần thiết. Một cách cái này một trăm lượng đúng là trước đó lâm lâm cho nàng mỗi một lần đến xem nàng, cuối cùng cho nàng bạc, nói là cho nàng mua ăn chút. Thứ hai, Hạ Uyển Nhi chính xác tạm thời cần qua điểm ngày tốt lành, chờ cái này một trăm lượng tiêu hết sau đó, nàng mới có thể dần dần cảm nhận được tình người ấm lạnh. Cứ như vậy một văn tiền không có, nàng sẽ nhanh chóng chết đói, tại Từ An thanh danh bất hảo, nhưng mà, nếu là chính nàng bại quang, ai cũng không thể nói Từ An một câu nói. Trần Linh Lung gặp Hạ Uyển Nhi thuận lợi rời đi liền mang mong đợi nhìn xem viên thúy ngữ, huyện chủ, ngài liền lưu ta trong phủ làm nô tỳ a à, ta nhất định sẽ thật tốt phục dịch ngươi. Nàng cho rằng viên thúy ngữ mềm lòng, có thể lấn. Tất nhiên nguyện ý thả điều uyển nhi, đương nhiên sẽ không quá nhiều đất là khó khăn nàng. Nhưng mà, rõ ràng nàng sai. Viên thúy ngữ cúi xuống, khóe miệng ngậm lấy một tia như có như không ý cười, không, linh lung phu nhân, nên ta tìm người thật tốt phục dịch ngươi mới đúng. Nàng ngẩng đầu khuôn mặt đã lồng bên trên một tầng xương lạnh. Tiểu đao, trước tin đem nàng giam giữ tại nhã thất. Tiếp đó, nàng lại phân phó cây long nhãn, người đi tìm công tượng, đem nhã thất xây dựng lên tường vây, lại chế tạo một cái lồng sắt. Nàng không giết người, nhưng mà nhưng phải trần linh lung sống không bằng chết, sống được chẳng bằng con chó. Trường 312, Dương Má Má bị truyền triệu hồi cung. Đào lão đại cũng giúp khuân gạch nhìn thấy từ an đi tới, lau một chút cái chán đại hãn, nhe răng nở nụ cười, đại tiểu thư trở về. Tiểu tôn cười nói, bây giờ nên gọi vương phi, vương phi. Đào lão đại cười hắc hắc một tiếng, dáng vẻ có chút ngượng ngùng. Từ an nhìn xem cầm da lụa thay hắn trà sát một chút mồ hôi, mệt không? Không mệt có việc làm, hảo. Đào lão đại mấy ngày này vẫn luôn nhàn rỗi, trong lòng không nỡ, hắn cuối cùng cho rằng, hắn mỗi bữa đều có thịt ăn, lại không việc làm, thẹn với tử an cùng huyện chủ, chú ý nghỉ ngơi. Tử an đạo: mẫu thân đâu, tại trong nhà gỗ đọc sách đâu, đào lão đại nói. Tử an đi qua, quả nhiên gặp nàng tại trong nhà gỗ đọc sách, gặp tử an đi tới, khẽ cười, trở về, ân, đúng vậy, trần linh lung ở nơi nào. Viên thúy ngữ, chỉ một chút nhã thắt tạm thời giam giữ ở bên trong mẫu thân dự định xử trí như thế nào nàng tử an có ý tứ là giết nàng miễn cho nhìn thấy con mắt bốc hỏa viên thúy ngữ để sách xuống ngươi cho là thế nào tử an nói ta cho rằng không cần thiết giữ lại loại nữ nhân này sớm muộn là cái tai hỏa viên thúy ngữ ừ một tiếng nhưng mà lại có chính mình ý tứ giết nàng cũng vô dụng tử an cũng không về được giữ lại nàng a à, tử an có chút khó mà tiếp thu giữ lại nàng mẫu thân ý tứ còn muốn phụng dưỡng lên nàng. Ta lệnh người cho nàng chế một cái chiếc lồng, nàng về sau liền sinh hoạt tại lồng bên trong, hơn nữa ta định đem hạ ra liệt tổ liệt tông bài vị đều truyền qua trong nhã thất về sau. Như Trần Linh Lung chết cũng tới một cái bài vị để nàng làm hạ phu nhân A. Từ An lập tức minh bạch viên thúy ngữ ý tứ, nàng muốn hạ ra liệt tổ liệt tông mỗi ngày đều nhìn Trần Linh Lung, nhìn chầm chầm nàng, mà Trần Linh Lung cũng sẽ trở thành hạ hòe quân phu nhân cái này xuất tường lại sát hại hạ gia huyết mạch hung thủ trở thành hạ gia phu nhân. Cái này cũng một mực là Trần Linh Lung tâm nguyện, không phải sao? Nàng vẫn luôn khát vọng trở thành phu nhân. Đây quả thật là so giết nàng càng có ý định hơn nghĩa. Viên túy ngữ gặp tự an không ra tiếng, cho là nàng phản đối, liền nhẹ giọng thờ dài, kỳ thực ta làm sao không muốn giết nàng. Chỉ là, nàng thủy chung là lâm lâm mẫu thân. Nhớ tới Hạ Lâm Tử An trong lòng một hồi khó chịu, nàng kỳ thực cũng không thích Lâm Lâm, Lâm Lâm xảy ra chuyện đến nay, nàng không hỏi một tiếng qua. Trong lòng nàng, Lâm Lâm không có giá trị lợi dụng, Lâm Lâm đơn thuần, hắn sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ cho rằng Trần Linh Lung là nàng mẹ đẻ, hắn muốn nghe nàng lời nói, ngoại nhân cáo chi Lâm Lâm ta là mẹ cả, cho nên hắn tôn kính ta. Tử ừ An, ngươi không phải từ xem thường lấy lâm lâm lớn lên, ngươi không biết đứa nhỏ này có nhiều nhu thuận, ngươi không đành lòng gọi hắn có nửa điểm thương tâm. Tử An kỳ thực minh bạch, tại lạnh lùng như vậy trong năm tháng, cho dù là một chút xíu hảo, đều gọi người cả một đời không thể nào quên. Liền tương đương ngày đó tại tướng phủ cửa ra vào, nàng bị giam ở bên ngoài, là cây long nhãn cho nàng thủy cùng màn thầu, phần ân tình này, nàng cũng là không thể nào quên lâm lâm đơn thuần đã cho lòng như cho nguội viên thúy ngữ hy vọng cùng vui cười cho nên nàng từ đầu đến cuối nhớ tới lâm lâm cái này một phần hào nàng nói mẫu thân ngươi muốn làm gì liền làm như thế nào nàng là cừu nhân của ngươi ngươi có quyền lực quyết định xử trí như thế nào nàng từ an nhìn xem nàng luôn cảm thấy nàng còn có nguyên nhân khác viên thúy ngữ nhặt lên sách lẳng lặng mà ngồi xuống kỳ thực từ an đoán được không có sai còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu đó chính là Trần Linh Lung chết, nàng tự hồ cũng đã mất đi sống tiếp mục đích. Nàng phía trước một mực trào trống, chỉ vì báo thù, bây giờ có thể một đao giết Trần Linh Lung, có thể giết sau đó đâu. Cái này tâm liền trống rỗng. Thái tử mộ dung cầu tự nhiên cũng là sát hại tự an người, nhưng mà nàng biết mộ dung cầu không phải nàng có thể động người, cho nên nàng rất khoát liền giữ lại Trần Linh Lung. Có thể lừa mình dối người. Từ an tại cửa ra vào liếc mắt nhìn Trần Linh Lung, nàng cuốn rúc vào lồng bên trong, rất là bi thảm, nàng đại khái không có nghĩ qua chính mình sẽ có kết cục này. Nhìn thấy từ an, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Còn muốn cũng không muốn mà liền hướng về phía từ an dập đầu, đại tiểu thư, đại tiểu thư, van cầu ngài, thả ta, thả ta. Từ an nhớ tới hôm đó, nàng ngồi ở viện tử hành lang phía trước trên ghế. Thần sắc ngoan độc như thế không kịp chờ đợi muốn đem nguyên chủ dồn vào từ địa ngắn ngủi mấy tháng hết thảy đều nghịch truyền đúng là không có giết nàng cần thiết tử an trước khi rời đi nghĩ như vậy tướng phủ bắt đầu trùng kiến trùng kiến sau đó đương nhiên sẽ lại không là tướng phủ tử an hỏi qua viên thúy ngữ muốn treo bài gì biển viên thúy ngữ suy nghĩ một chút nói liền gọi tính vũ hiên a à, một cái phủ để sửa lại cái đình viện tên nhưng mà tử an minh bạch nàng ý tứ về sau nàng chỉ cầu có thể qua dạ lan nằm nghe gió thổi mưa sinh hoạt lại không vì thế sự phí sức chỉ chớp mắt. Hai tháng đi qua, trong hai tháng này, Từ An cùng Mộ Dung Kiệt đều trải qua mười phần bình tĩnh, tất cả mọi người đều sống rất tốt, phảng phất trong kinh hết thảy đều lắng xuống. Nhưng mà, kinh thành thì sẽ không ngược phẳng như gương, tất cả bình tĩnh cũng chỉ là đang nổi lên phong bảo. Mùng 3 tháng 11, Hoàng hậu hạ chỉ truyền phan đan cùng Dương Má Má hồi cung. Hoàng hậu đã không tín nhiệm Dương Má Má, Dương Má Má hồi cung sau đó, sẽ có cái gì tao ngộ tự an tự nhiên biết cho nên tại dương má má hồi cung sau ngày thứ hai tử an vào cung gặp hoàng hậu trong hai tháng này nàng xem như nhiếp chính vương phi đã từng mấy lần vào cung thỉnh an đương nhiên chủ yếu là cho hoàng thái hậu thỉnh an hoàng hậu bên kia cũng đi qua có thể hoàng hậu rõ ràng không quá ưa thích gặp nàng lúc nào cũng lấy không thoải mái làm lý do đuổi nàng đi tử an đi trước cho hoàng thái hậu thỉnh an bồi hoàng thái hậu nói chuyện một hồi mới đi tĩnh thà cung Lần này, hoàng hậu không có từ vay mượn đùn đỡ, mà là truyền nàng đi vào. Từ an mang theo tiểu tôn, đi ở tĩnh thà cung sạch sẽ bóng loáng bạch thạch trên sàn nhà, sàn nhà sáng đến có thể soi gương, nàng cúi thấp đầu, cơ hồ có thể nhìn đến cái bóng của mình. Hoàng hậu ngồi ở chính điện ở trên vị trí cao, giống như từ an lần thứ nhất tiến cung yết kiến như thế, cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Mà dương má má thì đứng tại bên người của nàng. Tử An thấy được nàng trên mặt có mấy đạo dấu ngón tay ngấn, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Tham kiến hoàng hậu nương nương, Tử An tiến lên chào. Hoàng hậu nhìn xem nàng, đột nhiên liền dương lên khuôn mặt tươi cười cái kia khuôn mặt tươi cười tới cực kỳ dễ dàng, phảng phất khóe miệng khẽ nhếch chính là một cái nụ cười ấm áp. Tử An a, à, không cần khách khí như vậy, ta bây giờ cũng là người một nhà, tới ngồi. Tử An phúc thân đi qua ngồi xuống, tạ nương nương người cũng cùng lão thất một dạng gọi bản cung hoàng tẩu không phải liền là sao cái gì nương nương thấy nhiều bên ngoài à hoàng hậu lại cười nói tử an lại biết mộ dung kiệt rất ít gọi nàng hoàng tẩu cũng là xưng hô một tiếng hoàng hậu nương nương là tử an đáp hoàng hậu gặp tử an ngồi xuống liền đối với dương má má nói còn không đi pha trà cái này suốt cùng mấy tháng liền ngay cả phục dịch người cũng đều không hiểu thanh âm của nàng cực kỳ nghiêm khắc cũng cực kỳ châm chọc phảng phất là nói cho từ an nghe dương má má kho người là nô tỳ cái này liền đi nàng vội vàng ra ngoài đi qua từ an bên người thời điểm cho từ an hơi liếc mắt ra hiểu ý là nhường cho con sao không muốn vì nàng ra mặt hai người hoạn nạn mấy tháng đã có tâm linh chung nhận thức một ánh mắt liền có thể biết đối phương muốn nói cái gì Chương 313, lần nữa hứa hẹn. Từ An nói, ma ma rất cẩn thận. Hoàng hậu mỉm cười, cẩn thận là tốt nhưng mà trung thành mới là tốt nhất, nếu không trung thành nô tài, lại cẩn thận đều không thể dùng. Từ An nhìn xem hoàng hậu, cũng không dự định quanh co lòng vòng theo sát hoàng hậu Hàn Huyên, nương nương, ta hôm nay tới là có một chuyện muốn nhờ a. À. Hoàng hậu ngẩng đầu, ra vẻ kinh ngạc vẫn nói, người cái này nhiếp chính vương phi lại cầu bàn cung bây giờ trong triều chủ sự là vương gia, ngươi người vương phi này liền chờ cùng mẫu nghi tiên hạ. Chỉ sợ liền bản cung vị hoàng hậu này đều phải nhìn sắc mặt của ngươi, không cần nói cầu, có việc ngài phân phó một tiếng chính là. Nàng lời này cười nói, nhưng mà, hắn châm chọc ý vị chính là tại Thái Bình Dương bên ngoài đều có thể nghe ra được. Từ An vội vàng đứng lên phúc thân, nương nương không nên nói như vậy, chiết sắt Từ An, ngồi xuống a, bản cung muốn nói với ngươi nói giỡn tự nhiên biết ngươi sẽ không giống nhà ngươi vương gia bá đạo như vậy. Hoàng hậu đưa tay đè ép một chút nói. Từ an giả vờ sợ hãi, ngồi xuống, trong lòng lại biết hoàng hậu ý của lời này. Cái gọi là bá đạo là bởi vì hôm qua tảo chiều thời điểm, mộ dung kiệt bác bỏ thái tử đưa ra muốn trọng nghị thuế má đề án, phía trước bởi vì nhiếp chính vương đại hôn, thái hoàng thái hậu hạ chỉ Giảm miễn thuế má, trong vòng nửa năm nhưng mà thái tử cho rằng bây giờ quốc khố trống rỗng, lại đã vào thu các nơi có tình hình hạn hán báo cáo, quốc khố cần điều bạc phát xuống trần tai. Chuyện này cũng phải rất nhiều đại thần đồng ý, nhưng mà mộ dung kiệt tại chương trình nghị sự nói lên thời điểm liền trực tiếp bác bỏ, liền bàn bạc đều không cần bàn bạc. Như thế bá đạo, gọi hoàng hậu cùng thái phó nhất đảng quả thực tức giận. Dương má má bưng trà đi vào, đầu tiên là phụng cho hoàng hậu, tiếp đó lại cho tử an. Cho xong trà sau đó, nàng liền lại đứng về hoàng hậu sau lưng, đứng xuôi tay. Hoàng hậu thờ ơ nâng lên trà, khuôn mặt biến đổi, lại một ly trà tắt về phía dương má má, nghiêm nghị nói, trà này như vậy bỏng, ngươi là muốn bỏng chết vương phi sao. Ly trà này liền trực tiếp tạt vào dương má má trên mờ u bàn tay, dương má má không dám gọi đau, vội vàng liền quỳ xuống, nô tỳ có tội, hoàng hậu nương nương bớt giận, bớt giận. Ngươi xuất cung mấy tháng, sợ là làm chủ tử đi a à, mà ngay cả phục dịch người cũng sẽ không tốt xấu người cũng tại trong cung nhiều năm như vậy lại là như vậy quên bổn phận người bản cung thực sự là mắt mù đem người đưa đến vương phi bên người cho bản cung mất mặt hoàng hậu từng tiếng nghiêm khắc cũng là nói cho tử an nghe tử an nhìn thấy dương má má mờ u bàn tay một mảnh đỏ bừng trong lòng phẫn nộ nhưng mà trên mặt còn không thể biểu hiện ra ngoài bằng không dương má má còn phải lại chịu dày vò Nàng mỉm cười tiến lên, hoàng tẩu hà tất sinh khí đâu. Nô tài phục vụ không hợp ý, liền đổi một cái chính là. Nói xong, nàng nghiêm nghị quát lớn dương má má, còn không mau thu thập xong xuống. Lại gây hoàng hậu nương nương sinh khí, liền bổn vương phi đều không tha cho ngươi. Dương má má vội vàng thu thập là, nô tỳ biết tội. Hoàng hậu nhìn xem dương má má ra ngoài, lại khắp nhìn từ an một mắt thật là một cái không hiểu quy củ đồ vật cái này không hiểu quy củ, công khai nói là dương má má, nhưng mà ám chỉ từ an nói nàng để phân phó dương má má xuống, đây là tĩnh thà cung. còn chưa tới phiên nàng cái này nhiếp chính vương phi hạ lệnh, từ an giả vờ không biết vẫn như cũ cười nói, hoàng tẩu cùng nô tài chí khí làm cái gì? nhiều thương thân a, à. nàng đỡ hoàng hậu ngồi xuống, nói kỳ thực lần này ta vào cung chủ yếu là vì lương vương sự tình tới hoàng hậu nghe nàng nói lên lương vương đáy mắt sốt cục phủ lên một tầng nộ khí lương vương may mà vương phi còn nhớ rõ lương vương còn tưởng rằng sớm liền quên đi hắn đâu làm sao lại tử an đem lần trước định cho lương vương trị liệu sau đó phát sinh sự tình nói ra lúc đó lương vương rất tức giận đem ta đuổi ra ngoài lại nói về sau cũng không cần ta trị liệu khi đó ta liền muốn vào cung cùng hoàng tẩu thương lượng nhưng mà khi đó xảy ra rất nhiều chuyện Hoàng Tẩu cũng là biết đến. Bây giờ sự tình đều bình phục ta cảm thấy phải nắm chặt đem chuyện này nhặt lên là mới an tâm. Hoàng hậu cười lạnh tính toán, ngươi cũng không cần chỉ cho hắn. Hắn đã vào cung cùng bản cung nói qua, không cần ngươi vì hắn trị liệu, hoàng tẩu ta bây giờ là thật có chắc chắn. Tử An đảo. Có nắm chắc cũng không được, hắn nói, sẽ lại không trị liệu. Tử An nói khẽ, cái kia có thể không phải trị liệu phương diện kia, có thể cùng lương vương nói trị liệu chứng động kinh cũng chính là bị kinh phong hay là chân thương, ta bây giờ biết được một loại liệu pháp là đi phi châm. Từ não bộ hạ châm liền có thể đối ứng nơi đó, người ý tứ là không cần tự ăn gật đầu, đúng vậy, không cần kiểm tra. Hoàng hậu sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt một chút. Phía trước lương vương vào cung, nói với nàng sẽ lại không để bất luận kẻ nào trị liệu, hơn nữa cũng phát một trận tính khí, nói có thể nào gọi một nữ tử vì hắn trị liệu cái chỗ kia? Nếu như nói bây giờ không cần kiểm tra nơi đó, cũng không cần ở nơi đó hạ châm, hết thảy vấn đề đều giải quyết. Hoàng hậu nhìn xem nàng, ngươi thật có chắc chắn. Bản cung cũng không phải rất yên tâm. Dù sao trước ngươi liền hứa hẹn qua ba tháng chữa khỏi. Từ an khẩn thiết địa nói, lương vương là người tốt ta cũng hy vọng hắn tốt không vì nguyên nhân khác liền vẻn vẹn vì hắn. Ngươi vẫn là ngươi nói một chút mục đích khác a, à, bản cung không thích thiếu nợ người. Hoàng hậu thản nhiên nói, từng cặp sao cái gọi là vì lương vương loại này phiến tình, nàng là không tin. Loại nữ nhân này tin được sao? Từ an mỉm cười, đã như vậy, vậy cứ tiếp tục để dương má má trở lại bên cạnh ta phục dịch ta đi, mấy tháng này, đều quen thuộc nàng, cứ như vậy. Hoàng hậu có chút không tin, đúng vậy, cứ như vậy. Từ an đạo hoàng hậu không khỏi nhìn nàng vài lần, cuối cùng nói, đó là ngươi chính mình nói lên, bản cung cũng không nợ ngươi cái gì, đừng về sau mượn chuyện này tới cùng bản cung lấy thường. Nàng phía trước cầm sao dơ lên phải cao như vậy, cái gì nhiếp chính vương phi mẫu nghi thiên hạ, bây giờ nhưng lại nói muốn lấy thường. Có thể thấy được trong nội tâm nàng căn bản liền không có làm qua từ an cùng nàng là cùng một cấp độ người. Tử An thuận lợi mang đi Dương Má Má, đương nhiên như chị không hết lương vương, Dương Má Má hay là muốn hồi cung tạm chờ đợi nàng, đó là một con đường chết. từ An cái hòm thuốc đặt ở trên xe ngựa, cho nên lên xe ngựa sau đó liền lập tức lấy ra bỏng hòa cao giúp Dương Má Má bôi lên. Dương Má Má nước mắt doanh tại tiệp vương phi không cần vì nô tỳ tốn công tốn sức nô tỳ không đáng giá. Tử An cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục bôi lên dược cao nói ngày xưa ma ma liều lĩnh đi theo ta, trải qua sinh tử, nếu ta ở thời điểm này bỏ lại ma ma. Ta hạ tử an chính là một cái thỏ khôn chết chó săn nấu kẻ tồi. Dương má má hút một chút cái mũi, có thể thấy được nô tỳ trước đây không có đặt chật bảo. Tử an ngừng đầu, nhìn xem trên mặt nàng chỉ ấn. Mới hồi cung liền bị nàng đánh ngươi, có thể thấy được cũng chỉ là tìm ngươi hạ giận, không có việc gì, không cần đau lòng nô tỳ những khổ này, ngày xưa cũng không thiếu chịu. Tử An nghe xong lời này, ngược lại có chút kinh ngạc nàng là tự mình động thủ đánh ngươi vẫn là gọi người đánh ngươi. Nàng ngược lại là không có tự mình động thủ. Cũng là gọi người động thủ, phàm là có không thuận tâm sự tình, liền cầm trong cung nô tài xuất khí, dạng này bị bạt tay, dĩ vãng ta cũng từ qua rất nhiều lần, ta vốn cho rằng. Nàng nhiều ít có hoàng hậu khí độ, như thế nói đến, hoàng hậu tính khí rất là táo bạo. Chương 314, Lương Vương chuyển biến tốt đẹp. Mộ Dung Kiệt nói, không cần phải đi, đương nhiên, Quý Thái Phi cũng không muốn nhìn thấy nàng. Nàng tự nhiên sẽ không khờ giải cho là vẫn luôn bình an vô sự. Không có gì hơn là tất cả mọi người đang nhẫn nhịn. Trong phủ gia thần ngoại trừ Nghê Vinh bên ngoài, Tử An khá là yêu thích mới tới chính là nhẹ mặc cùng nhẹ trần hai người, bọn hắn là huynh đệ, trong phủ cũng có ba, bốn năm. Phía trước một mực tại tiêu tương trong các phục dịch tiêu tương các là mộ dung kiệt viện tử, nhưng mà bọn hắn không thể vào mộ dung kiệt phòng ngủ, chỉ có thể là hỗ trợ chuẩn bị một chút địa phương khác. Tiêu tương các không có nữ tử Tử An gả tới sau đó mới có tiểu Tôn cùng Dương Má Má, nhưng mà mộ Dung Kiệt vẫn như cũ tương đối mâu thuẫn nữ tử tiến vào hắn phòng ngủ về sau tự an nói với hắn hoặc là chính hắn thu thập hoặc là nàng thu thập hắn suy nghĩ mấy cái buổi tối mới đáp ứng để dương má má cùng tiểu tôn tiến vào phòng ngủ hắn không thích thu thập cũng không nỡ từ an đi thu thập chỉ có thể là lui bước thỏa hiệp phía trước trong phủ sự tình là từ sáu chúc cô cô quản bây giờ sáu chúc cô cô không tại chính là a phúc quản bây giờ tự an gả tới nàng là đương gia chủ mẫu trong phủ sự tình tự nhiên chính là nàng đi chủ lý nàng liền đem nhẹ trần huynh đệ để bạt đứng lên a à phúc thế lực trong lúc vô hình là chăn mền sao giá không cái này nhất định là muốn sờ quý thái phi vảy ngược tử an không có ý định nhượng bộ bởi vì có đôi khi ngươi chủ động bước ra bước đầu tiên dù sao cũng tốt hơn bị người ép ngươi lùi một bước Tôn chắc phi bây giờ trong phủ địa vị tương đối lúng túng, tự an không thấy nàng, mộ dung kiệt cũng không thấy nàng, liền quý thái phi đều không chào đón nàng. Gần nhất nàng về nhà ngoại, nhà mẹ đẻ bên kia hỏi vương phủ động tĩnh, nàng cũng không có cách nào trả lời, trước đó còn có chút cơ sở tin tức, bây giờ cái gì cũng không biết. Nàng cũng đặc biệt gấp gáp, có thể không chỗ hạ thủ A, trong phủ hạ nhân đều quy phạm quản lý, nàng chính là nghĩ thám thính điểm phong thanh cũng rất khó. May mắn! Tử An gần nhất bắt đầu đi sớm về trễ, nàng mới bắt đầu một lần nữa bố trí thế lực của mình. Hoàng hậu không biết dùng cái gì biện pháp thuyết phục đến Lương Vương tiếp tục để nàng trị liệu, đương nhiên, giới hạn tại chứng động kinh cùng chân thương. Đến nỗi một ít bộ phận, không có ai nhắc lên, ai cũng không đề cập tới. Trị liệu Lương Vương, Tử An là dùng phi châm. Mấy ngày này, nàng đối với Phi Trâm cũng tăng cường nghiên cứu, tại nghe vinh thân bên trên cùng nhẹ mặc nhẹ trần trên thân hai người cũng nghiên cứu qua. Phi Trâm đi đầu huyệt vị có nhiều loại hiệu quả trị liệu, từ an đến nay vẫn đối với nó nguyên lý, không là rất biết, bởi vì nàng đi Phi Trâm đối ứng huyệt vị. Đối với trị liệu lương vương ẩn tật theo lý thuyết không nhiều lắm tác dụng, nhưng mà, hết lần này tới lần khác, hiệu quả rất tốt. Bởi vì, tại trị liệu ngày thứ 8 sau đó, nàng rõ ràng nhìn thấy lương vương thần sắc bắt đầu mất tự nhiên. Ngày thứ 9, nàng sáng sớm liền tới. Hôm nay mộ dung kiệt cũng cùng với nàng tới, hôm nay không tảo chiều, liền đi theo nàng đi lương vương phủ. Lúc ở trên xe ngựa, hắn liền hỏi tử an, dự tính còn bao lâu mới có thể có hiệu quả. Tử an suy nghĩ một chút nếu như hôm qua ta không có ngờ tới sai lầm. Hẳn là ba năm ngày sau đó, có thể nhìn đến hiệu quả thật sự. Mộ Dung Kiệt hơi kinh ngạc dù sao, Lương Vương ẩn tật chỉ có hắn cùng Hoàng hậu Hoàng Thái hậu biết. Hắn vẫn luôn hy vọng hắn có thể khôi phục giống người bình thường như thế thành thân sinh con. Là như thế dự tính, Từ An kỳ thực cũng không có định số, dù sao, cái này phía trước không có số liệu có thể nhìn thấy. Hôm nay Lương Vương cũng dậy thật sớm, phía trước Từ An muốn tới đến trong phủ thúc hắn, hắn mới nguyện ý đứng lên, hôm nay là sáng sớm liền đang chờ lấy Từ An gặp mộ dung kiệt cũng tới hắn có chút kinh ngạc hoàng thúc cũng tới hôm nay rảnh rỗi liền đến xem ngươi mộ dung kiệt nhìn nhìn hắn hậm hực nói ngươi tựa hồ không cao hứng bản vương tới hoan nghênh hoan nghênh rất lương vương nặn ra một cái khuôn mặt tươi cười nhưng mà mười phần miễn cưỡng tử an nói các ngươi trước tiên nói một hồi lời nói ta đi vào cho châm trừ độc tử an bây giờ có mấy bộ châm cho lương vương hạ châm là dùng một bộ mới nhưng mà cũng không phải mỗi ngày ném một bộ Mặc dù không vệ sinh, có thể nàng đối với châm yêu cầu tương đối nghiêm khắc, cùng bên ngoài bán không giống nhau, cũng là để cho người ta cố ý chế tạo, cho nên một người dùng một bộ châm là nàng có thể làm, lương vương tốt sau đó, bộ này châm liền có thể ném xuống. Lương Vương cùng Mộ Dung Kiệt nói chuyện một hồi, liền vào đi. Mộ Dung Kiệt vốn định đi theo một khối đi vào, nhưng mà Lương Vương kiên trì không cho phép hắn đi vào. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy bất quá, cũng không có đợi bao lâu, tử an liền bị đuổi ra ngoài. Mộ dung kiệt nhìn xem chật vật mang theo cái hòm thuốc tử an, liền giật mình, nhanh như vậy. Tử an phấp một tiếng cười, đi thôi, đi, nhanh như vậy sao, nhưng mà phía trước nghe vinh nói ngươi tới vương phủ phải nửa ngày, như thế một lát là được rồi sao. Vậy ngươi ngày xưa đều đi nơi nào a? À, mộ dung kiệt hoài nghi nhìn xem nàng. Tử An lôi kéo hắn, đi thôi, trên xe ngựa nói cho ngươi lương vương trong phòng bạo giống một tiếng hạ tử an ngươi dám nói bậy lời nói bản vương giết ngươi mộ dung kiệt ồ lên một tiếng giận dữ tiểu tử này muốn đạo phản a à. tử an hết sức vui mừng mà lôi kéo nam nhân mình đi thôi ở trên xe ngựa mộ dung kiệt kinh ngạc nhìn hỏi tử an chuyện gì xảy ra hắn vì cái gì đuổi đi ngươi tử an ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ hai câu mộ dung kiệt a à một tiếng khiếp sợ hỏi ngươi thấy Ta nhìn thấy y phục của hắn mặc dù thả lỏng nhưng mà có thể rõ ràng nhìn thấy nhô lên tới. Mộ dung kiệt trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười, như thế là tốt. Ít nhất là có hiệu quả. Hắn cũng không đến nỗi muốn đuổi đi ngươi. Mộ dung kiệt khẽ nói. Ta thứ một chút được không? Tử An trong lòng thật cao hứng, ngoại trừ cao hứng lương vương có thể khôi phục làm nam nhân bản năng, cao hứng phi châm thật sự rất thần kỳ mộ dung kiệt nắm chặt tay của nàng có chút cảm xúc điện nói một mực bản vương đều rất lo lắng hắn hiện tại hắn có thể tốt thật sự thật cao hứng tử an thấy hắn cảm xúc không chỉ là bởi vì lương vương có thể làm nam nhân tựa hồ còn có sâu một tầng hàm nghĩa nàng nghĩ tới rồi một chút ngươi cảm thấy lương vương có thể làm thái tử có gì không thể hoàng huynh mấy cái trong hoàng tử hắn là xuất sắc nhất đương nhiên chỉ là từ trước mắt nhìn là như thế dù sao những hoàng tử khác còn rất tuổi nhỏ về sau nhiều xuất sắc cũng không chắc nhưng mà ít nhất hắn so thái tử tốt hơn nhiều hoàng hậu gần nhất đối với ngươi rất không hài lòng tử an nhắc nhở không cần quan tâm nàng bản vương làm bất cứ chuyện gì nàng cũng sẽ không hài lòng bởi vì bản vương còn ở lại chỗ này chỗ ngồi bên trên trừ phi là thái tử chủ chính nàng mới có thể hài lòng mộ dung kiệt thản nhiên nói Tử ừ An buông tay một cái, bình tĩnh một đoạn thời gian, nhưng mà chúng ta đều biết, ngày tốt lành còn rất xa. Mộ Dung Kiệt đưa tay điều khiển rồi một lần cánh tay nàng bên trên mặt sẹo tác. Ngươi không cần sợ nàng. Có căn này mặt sẹo tác tại, nàng công khai không động được ngươi, đến nỗi vụng trộm, chính chúng ta cẩn thận một chút chính là. Mặt sẹo tác như Thái Hoàng Thái Hậu đích thân tới. Đối với bách quan cũng có nhất định ước thúc tác dụng, hoàng hậu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. chương 315, ngủ trên giường. Cái gì, mộ dung kiệt kéo dài khuôn mặt, không đi, đi, không đi, ngươi vì cái gì không tìm tô thanh, hoặc là tìm tiêu mở đất cũng có thể, bọn hắn không biết bản vương tình huống. Vậy ngươi trong phủ liền có cơ thiếp vì cái gì không trong phủ thử xem. Nếu không đi đâu, đây không phải mất mặt sao, lường vương tới gần hắn, ngươi đoạt vợ của ta, ta đều không nói gì bây giờ liền để ngươi bồi ta đi dạo một chút kỹ viện yêu cầu đơn giản như vậy ngươi cũng không đáp ứng. Yêu cầu này rất đơn giản. Mộ dung kiệt hạ giọng nhường cho con sao biết đạo không phải xé bản vương không thể, ngươi không nói, ta không nói, nàng làm sao biết. Lương vương đạo. Mộ dung kiệt do dự một chút, bản vương ngược lại là cảm thấy, ngươi truyền cái cơ tiếp thị tầm liền tốt, không, lương vương tức giận nói, bản vương không có chứng thực chính mình tốt sẽ không đụng các nàng coi như chứng thực tốt cũng không động vào vì cái gì à mộ dung kiệt không hiểu hỏi lương vương lôi kéo hắn đứng lên đi rồi ngươi bồi ta đi mà nói ta nói với ngươi cái từ an bí mật ngươi nhất định không biết bí mật mộ dung kiệt cười lạnh nàng có cái gì là bản vương không biết nàng toàn thân cao thấp nơi nào ta không biết ngược lại ngươi nhất định là không biết ta không cùng ngươi mở vàng khang lương vương thần định khí nhàn đạo Mộ Dung Kiệt nhìn hắn khuôn mặt cảm giác hắn không giống như là đang dỗ người, hảo, người nhất thiết phải giữ bí mật bằng không mà nói, bản vương chặt chân của ngươi, đương nhiên. Ngươi cho rằng đi dạo kỹ viện rất uy phong sao, còn tới chỗ nói ra, lương vương vội vàng bảo đảm nói. Ngươi ở nơi này chờ một chút, bản vương đi cùng Tử An nói một tiếng. Hắn mở cửa ra ngoài, Tử An đang ở trong sân. Ta phải bồi A Hâm ra ngoài làm ít chuyện tối nay trở về. Mộ Dung Kiệt đảo. Đi nơi nào? tử an kinh ngạc hỏi đều đã trễ thế như vậy còn muốn ra ngoài sao đúng vậy hắn có chút chuyện khẩn yếu tử an nghi ngờ vẫn nói chuyện quan trọng gì a à, cần phải muốn người cùng hắn cùng đi mộ dung kiệt một mặt ngưng trọng nói trong chiều sự tình tạm thời không thể nói cho ngươi nói xong hắn hôn nàng một ngụm quay người mà đi lương vương lúc đi ra toàn trình không cùng tử an từng có bất kỳ ánh mắt tiếp xúc mang lên nghe vinh liền đi Tử An nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, cười lạnh, bọn hắn nhất định có gì đó quái lạ. Lão thất xưa nay sẽ không ở trong phòng bên ngoài chỗ chủ động hôn nàng, hắn người này muộn, tao rất. Nhưng mà vừa mới nghe Vinh cùng nhẹ mặc nhẹ trần đều tại hắn trực tiếp liền hôn đi qua. Kinh nghiệm cáo chi tự an, làm một người bỗng nhiên vi phạm với hắn những ngày qua thường lệ, vi phạm với bản tính của hắn, liền nhất định có vấn đề, nhẹ trần nhẹ mặc đuổi kịp. Tử an phân phó nói, là, hai người đáp. Dương má má cười đi tới, như thế nào? Hoài nghi vương ra đi dạo kỹ viện sao? Ân, tử an nhìn về phía xương má má, nàng từ giữa phòng đi ra. Nô tỳ liền tại bên trong, chỉ bất quá tại sau tấm bình phong chỉnh lý y phục bọn hắn không biết có nô tỳ. Dương má má cười rất vui vẻ, ngươi nói là, bọn hắn đi dạo kỹ viện. Tử An trong lòng giận dữ yên tâm, vương gia cũng không sằng bậy, hắn không muốn đi, là lương vương điện hạ uy hiếp hắn đi, dương má má nhìn xem Tử An, trong mắt ngấn lệ doanh động, vương phi. Xin nhận nô tỳ cúi đầu. Nói xong, nàng liền thẳng tắp quỳ xuống. Tử An vội vàng đưa tay kéo nàng, em đẹp, ngươi quỳ cái gì a? À? Dương má má lau một chút khóe mắt nước mắt cao hứng, cao hứng nàng ngẩng đầu nhìn Tử An có chút kích động Nô Tì là nhìn xem Lương Vương điện hạ lớn lên cũng nhìn xem hắn thụ thương nhìn xem hắn biến thành tàn tật biết hắn không thể nhưng mà hắn bây giờ tốt Nô Tì trong lòng cao hứng Tử An biết Dương Má Má cũng là người trong tính tình nàng chính xác cũng thực tình thương yêu Lương Vương hơn nữa bây giờ Lương Vương ẩn tật tốt nàng cũng không cần về lại trong cung chính thức có thể lưu lại bên cạnh nàng từ An mỉm cười nói, hảo ta tạm thời không cùng hắn sinh khí. Nàng tin tưởng mộ dung kiệt, hắn hẳn tạm thời sẽ không phản bội nàng, cũng không phải có nhiều thích chỉ là. Hắn vẫn không có thể tiếp nhận những nữ nhân khác đụng chạm. Nhớ kỹ hôm đó tại cửa phủ, Tôn Chắc Phi đưa tay kéo hắn, bị hắn chán ghét vứt qua một bên, còn nghiêm nghị dày. Sau khi trở về, hắn liền hung hăng mà rửa tay, còn mắng một đại thông. Mộ dung kiệt giờ tí đi qua mới trở về, gión rén mà đi vào cầm y phục liền ra ngoài. Qua không bao lâu, hắn liền trở về, một bộ tắm rửa đi qua tê mát. Hắn hành động rất nhẹ, sợ đánh thức từ an, lặng lẽ nằm ở trên giường, cầm lấy chăn mền thời điểm. Lại nhìn thấy từ an mở to hai mắt nhìn hắn. Hắn sợ hết hồn, ngượng ngùng nói, bản vương đánh thức ngươi sao? Ta đang chờ ngươi, tử an hai tay gối lên dưới đầu, nhìn xem hắn có lỗi với, chậm một điểm, về sau bản vương ra đêm, ngươi không cần chờ bản vương. Hắn tự tay ôm lấy nàng, lấy ra, từ an lạnh lùng thốt, mộ dung kiệt ngơ ngác một chút thế nào. Chạm qua những nữ nhân khác móng vuốt không được đụng ta. Từ an khẽ nói, mộ dung kiệt lộ ra rất tức giận, ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ ta đều biết, ngươi đi dạo kỹ viện. Từ an theo dõi hắn. Mộ Dung Kiệt có chút trột giả, nhưng mà không đúng. nàng làm sao biết hắn đã nghiêm khắc, đã cảnh cáo nhẹ Mặc nhẹ Trần không cho phép trở về cáo Tri Tử An. Hơn nữa, bọn hắn là cùng nhau trở về. nhẹ Mặc nhẹ Trần đều ở bên ngoài, còn chưa kịp nói với nàng a. À. Cô gái nhỏ này rất giàu hoạt, nhất định là tham dò hắn. Cho nên hắn giận tái mặt, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Bản vương làm sao sẽ đi đi dạo kỹ viện? Đây không phải vũ nhục bản vương sao? ngươi còn không thừa nhận. Từ An ngồi xuống, vậy ngươi nói, ngươi đi nơi nào? Mộ Dung Kiệt phát câu nói, bản vương theo như ngươi nói, đi làm chính sự, ngươi không tin ngày mai hỏi một chút A à Hâm chính là. Nói xong, chăn mền một quyển, liền đưa lưng về phía Tử An, giống như là mười phần dáng vẻ phẫn nộ. Tử An lành ít giữ nhiều địa nói, các ngươi trong phòng nói chuyện, dương má má đều nghe được. Nàng ngay tại trong phòng mộ dung kiệt xoay người vừa rồi nộ khí đã tiêu thất vô hình đều biết thật thông minh kỳ thực bản vương chính là muốn dò xét ngươi một chút ngươi thông qua được ngươi rất thông minh tử an lạnh rên một tiếng rất thông minh sau đó thì sao mộ dung kiệt xoay người ngăn chặn nàng thông minh đương nhiên là có ban thường tử an một ước đạp hắn xuống ngủ trên giường Mộ dung kiệt ủy khuất nói, bản vương làm ngồi một đêm, sợ người biết liền rượu đều không dám uống, lại không phạm sai lầm, tại sao muốn ngủ trên giường, nói dối. Tử an giúp hắn thu thập đệm chăn, nói dối chính là lớn nhất sai. Mộ dung kiệt đi chân trần đứng trên mặt đất ôm đệm chăn hận hận nói, bản vương đều nói không đi, ngày mai đi thu thập hắn. Lương vương thật sự có thể. Tử an vấn đạo, ai biết. Hắn ôm cô nương kia hôn một hồi lâu, liền đắc ý vanh vang mà đi liền bí mật đều không nói. Ôm hôn một hồi liền đi, vui vẻ lấy đi, tử an vấn đạo, thật cao hứng, nhưng mà bản vương không cao hứng. Mộ dung kiệt buồn bực nói. Tử An nhìn nhìn hắn, thiếp đi a à. bản vương ngủ không quen trên giường. Tử An kéo chăn mền đáp tử chính mình, quen thuộc liền tốt, chậm rãi, quen thuộc, về sau ngủ trên giường nhiều cơ hội. chương 316, chân thương nhưng mà trên mặt mỗi người đều rất vui vẻ, không có chút nào thương tâm biểu lộ. Tử An rất kỳ quái, bước nhanh đi vào, gặp Lương Vương ngồi ở trong phòng, tay không ngừng mà gọi tính toán. Một bên đánh một bên lắc đầu thở dài. Làm sao đều đi, đã xảy ra chuyện gì? Tử An vấn đảo. Lương Vương ngẩng đầu, gương mặt u oán, bản Vương thua thiệt lớn, chuyện gì xảy ra? Tử An ngồi xuống, đem cái hòm thuốc để lên bàn, nhìn hắn một cái sổ sách, sổ sách kể trên rất nhiều đếm cũng là chi tiêu đuổi đi lương vương đau răng giống như hít một hơi lãnh khí cơ thiếp năm nghìn lượng chắc phi một vạn lượng đều đuổi đi tử an bật cười khó trách từng cái cao hứng như vậy nguyên lai like đều khoản tiền lớn tử an cùng lương vương quen thuộc sau đó biết được những thứ này cơ tiếp cùng chắc phi có chút là cô gái nhà nghèo bị phụ huynh bán vào tới chắc phi cũng chỉ là tiểu gia bích ngọc vào phủ sau đó cũng có chút chết oan chết uổng ngược lại lương vương cũng không động vào các nàng, cho bạc đuổi ra ngoài, các nàng tự nhiên cao hứng. Vì cái gì đuổi ra ngoài? Tử An có chút hiếu kỳ, hắn bây giờ đều tốt theo lý thuyết nên hào hào mà hưởng thụ thuộc về mình đến chậm mùa xuân, lại tại lúc này đem người đuổi đi. Lương Vương khép lại sổ sách nghiêm túc nhìn xem nàng, người cũng không cần biết rõ còn cố hỏi, người mấy ngày này kỳ thực không phải trị liệu bản vương bị kinh phong. Người là tại trị liệu bản vương ẩn tật phải không? Tử An thấy hắn không giống sinh khí, liền thừa nhận đúng vậy. Lương Vương rất kính nể y thuật của nàng, ngươi làm như thế nào? Chỉ là hạ châm, ngươi thậm chí cũng không có đã kiểm tra, cái này xem như đánh bệnh đánh bả, phía trước ta trị liệu cương thi bệnh thời điểm, từng cho Tô Thanh cùng Vương Du hạ châm. Tô Thanh nói ta đi phi châm sau đó, hắn có chút dị thường phản ứng. Lương Vương chấn kinh, cứ như vậy. Hắn vốn cho rằng ẩn chứa bao nhiêu cao thâm y thuật, lại nghĩ không ra là đánh bệnh đánh bả, cứ như vậy tử an cười cười một lần này đánh bậy đánh bạ để nàng rõ ràng đến một điểm âm ý viết cái này kim châm thật thật sự có kỳ hiệu đáng giá nàng tốn tâm tư nghiên cứu lương vương đáy mắt có dạng rỡ tia sáng như vậy ngươi có thể hay không đánh bậy đánh bạ chữa khỏi bản vương chân đâu tử an nhìn xem hắn nghiêm nghị nói chân của ngươi ta có nắm chắc chỉ cần ngươi tin được ta lương vương thở dài còn có cái gì không tin được ngươi cũng chữa khỏi bản vương ẩn tật tử an nháy mắt một cách cảm tạ ta vốn cho rằng ngươi sẽ rất tức giận sinh khí lương vương cười khổ cái gọi là sinh khí chỉ là che giấu bản vương tự ti bản vương đã gặp quá nhiều rong y đã sớm không làm bất kỳ hy vọng nhưng mà ngươi cho bản vương cái này hy vọng để bản vương cảm thấy chính mình còn có thể giống như những người khác sống sót làm một người bình thường là bản vương cho tới nay mộng tường tử an nước mắt doanh tại tiệp nàng minh bạch lương vương mình bạch loại kia khổ sở nhịn không được nắm chặt tay của hắn hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt thôi lương vương nhìn xem tay của nàng cầm ngực nàng ánh mắt nhiệt liệt ngươi bây giờ là không phải hối hận không có gả cho bản vương cảm thấy bản vương so hoàng thúc xuất sắc a à. bây giờ hối hận còn kịp tử an khẽ giật mình bỗng nhiên thu tay lại lại nhìn thấy lương vương cười ha ha ngươi chọc ghẹo ta tử an tức giận đào lương vương hết sức vui mừng dáng vẻ mới vừa rồi của ngươi vừa vặn rất tốt cười từ an tức giận nhìn xem hắn cái kia ngươi cười đủ chưa cười đủ cười quần a ta kiểm tra một chút ta trị liệu hiệu quả tiếng cười im bặt mà dừng kiểm tra là kiểm tra nhưng mà lại là kiểm tra vết thương trên đùi lương vương tả hữu chân đều bị thương nhưng mà, đùi phải rõ ràng nghiêm trọng rất nhiều, gãy xương sau đó xử lý không tốt dẫn đến xương cốt dài sai lệch không cách nào bình thường trèo chống cơ thể, hơn nữa, nhìn tình huống. Hẳn là sẽ có áp bách hệ thần kinh, ý vị này, hắn nhiều khi đều phải chịu đựng cực lớn đau đớn. Xương cốt bây giờ đã chẳng định vị trí, muốn một lần nữa trị liệu, liền muốn đánh gãy nối lại. Tại không có thuốc tê tình huống phía dưới, này lại sống sờ sờ đem người đau chết. Tử An đem những thứ này tình huống căn bản cáo chi Lương Vương, để chính hắn làm lựa chọn. Lương Vương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhân tiện nói, người cứ trị liệu chính là, người không sợ đau không? Lương Vương nhìn xem nàng, trên đời này còn có không sợ đau người. Nhưng mà, đau là tạm thời, chân là chính mình, bản Vương hy vọng chính mình trở thành một người bình thường. Hắn lại một lần nữa nói như vậy. Tử An ở ừ một tiếng, trong cái hòm thuốc lấy ra châm bao, lấy một cây dài nhất châm trừ độc, đúng, người ẩn tật đều tốt, tại sao còn muốn để các nàng đi? Những người kia cũng là mẫu hậu làm chủ, nó mục đích là vì cảnh thái bình giả tạo, bây giờ không có cảnh thái bình giả tạo cần thiết. Lương Vương thản nhiên nói. Tử An gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhiều người như vậy vào phủ là hoàng hậu vì phòng ngừa ngoại nhân phỏng đoán Lương Vương vô nhân đạo. Trong phủ ngươi rất nhiều cơ thiếp chết oan chết uổng ngươi biết là ai làm sao? Tử An vấn đạo, Lương Vương gật đầu, biết. Thái tử, Lương Vương trầm mặc một chút, bắt đầu, bản vương cũng tưởng rằng thái tử, nhưng mà, về sau biết là mẫu hậu, nhưng mà ta nghe nói nói ngươi danh tiếng hư hỏng như vậy. Cũng là thái tử truyền đi, Tử An hơi kinh ngạc, hoàng hậu tại sao phải làm như vậy? Mẫu hậu nguyên ý, chỉ là vì tạo một loại giả tưởng, để ngoại nhân cho rằng trong phủ cơ tiếp vì tranh thủ tình cảm đấu cái người chết ta sống, nhưng mà thái tử vì nói xấu ta liền mượn loại này mẫu hậu làm đây hết thầy tin đồn ta ngang ngược. Lãnh khốc là ta giết những người đó, thanh danh của ta tự nhiên bị hắn bại phôi, phụ hoàng cũng bởi vậy đối với ta rất chán ghét. Thanh âm của hắn yên lặng, mang theo một loại khổ sở không nói ra được bởi vì, hoàng đế trước kia là rất sủng ái hắn. Người phụ hoàng không biết người ẩn tật sao? Từ an không khỏi hiếu kỳ, ngoại trừ hoàng thúc cùng mẫu hậu, những người khác đều không biết, hoàng tổ mẫu cũng là gần hai năm mới biết tử an nhớ tới hoàng đế bệnh thần bí như vậy ngươi biết ngươi phụ hoàng là bệnh gì sao không biết lương vương ngẩng đầu ngươi có thể đi hỏi hoàng thúc hoàng thúc không phải là đi xem gặp qua phụ hoàng sao tử an về sau không có hỏi qua bởi vì mộ dung kiệt cũng không nguyện ý nói này ngược lại là để cho người ta ghi quấy, mộ dung kiệt đối với nàng y thuật theo lý thuyết là có lòng tin nhưng mà tại sao không để cho nàng đi cho hoàng đế trị liệu đâu hoàng thái hậu thậm chí cũng không đề cập qua đại gia tựa hồ cũng đối với hoàng đế bệnh giữ kín như bưng. Hoàng đế đến cùng là bệnh gì, người cũng không thể đi vào thăm người phụ hoàng sao. Từ an nhịn không được nghe ngóng vài câu. Lương vương lắc đầu, không thể, trừ phi hoàng tổ mẫu ân chuẩn, bằng không liền ngay cả mẫu hậu cũng không thể đi. Từ an biết lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo, vì hoàng đế chữa bệnh nguy hiểm trọng trọng. Nàng nhượng bộ lui binh cũng không kịp thực sự không thể lên vội vàng bổ nhào qua. Nàng không muốn lại gây phiền toái gì, bởi vì phiền phức của nàng còn rất nhiều, trong phủ liền có một vị quý thái phi trở lấy nắm chặt lỗi của nàng. Nàng đem thoại đề một lần nữa truyền rời về chân thương bên trên. Trong tay nắm vuốt châm, ta sẽ ở chân ngươi bên trên huyệt vị dùng châm, ngươi thấy cái này cây kim là tương đối to, lại cũng tương đối cứng rắn, cùng ngày xưa đi phi châm châm không giống nhau. Hạ châm thời điểm có chút đau, ngươi chịu đựng, bây giờ hạ châm hữu dụng không? Lương Vương vấn đạo, từ an nói, chỉ là dùng để kiểm tra thần kinh của ngươi có hay không bị hao tổn. Bị hao tổn tình huống có nghiêm trọng hay không, nếu như nghiêm trọng tương đối khó giải quyết. Lương Vương chân là đại chỗ mã thời điểm thụ thương, lại thụ thương chỉ có cũng có rèn luyện. Không có tạo thành cơ bắp sợ hãi, điểm ấy nhường cho con sao rất hài lòng. Chương 317, Hoàng hậu ý tứ, Tử An lại một lần nữa đi tới tĩnh thà cung, hoàng hậu thái độ đối với nàng hoàn toàn khác biệt, lui tà Hữu chỉ để lại Tử An một người nói riêng. Hôm nay không có người bên ngoài, ta chỉ em dâu trò chuyện. Hoàng hậu lại giữ chặt tay của nàng thân thiết nói. Tử An nghĩ thầm chẳng lẽ lương vương đã vào cung nói với nàng? Nhưng mà nơi nào không có sớm như vậy a? À? Hôm qua nàng tại lương vương phủ đợi cho đã khuya mới rời khỏi. Lương vương rõ ràng cũng không có vào cung dự định hoàng hậu ngài từ an thăm dò mà nhìn xem nàng bản cung đều biết a à, hâm ẩn tật đã bị ngươi chữa khỏi có thể thấy được bản cung phía trước thật sự hiểu lầm ngươi hoàng hậu lông mi gặp có mừng rỡ chi tình từ an mỉm cười lương vương cùng hoàng hậu nương nương nói vương phủ tự nhiên có bản cung người nhìn xem đứa nhỏ này sẽ không nói hôm qua vương phủ đem tất cả cơ thiếp đều sai đi lại liền chắc phi đều cùng nhau viết phóng vợ sách bản cung biết hắn là giữ vững tinh thần tới cái này khiến bản cung rất an ủi cũng yên tâm nhức đầu thạch cái này nhìn như tình thương của mẹ mười phần lời nói nghe vào từ an trong tay lại hết sức the thé vương phủ có nàng người con trai ruột của mình lại cũng phái người giám thị lấy mượn tình thương của mẹ danh nghĩa chân thực gọi người ác tâm Hoàng hậu vỗ mờ u bàn tay của nàng nói, bản cung lần này gọi ngươi vào cung, ngoại trừ cảm tạ ngươi bên ngoài, còn muốn hỏi hỏi ngươi, chân của hắn còn có thể chữa trị. Muốn thế nào trị liệu? Tử An nói, hôm qua đã kiểm tra qua, xương cốt của hắn dài sai lệch, muốn trị càng, phải gãy xương nối lại, quá trình sẽ rất đau đớn. Hoàng hậu trên mặt có thương tiếc chi tình, rất đau. Vậy hắn chưa hẳn có thể chịu được, nếu như không trị liệu, hắn cũng sẽ không có vấn đề là sao? chỉ là chân không tiện mà thôi. Tử An nói ta đã đem quá trình đã nói với hắn. Cũng đem trong đó đau đớn cáo chi hắn, hắn nói có thể chịu đựng. Hoàng hậu thờ dài, hắn có thể như thế hăng hái, có thể thấy được đối với ngươi là mười phần tin cậy. Trước đó ngự y cho ra bất luận cái gì phương án trị liệu hắn đều không chấp nhận, hắn chỉ muốn làm người bình thường. Từ an đạo, hoàng hậu nhìn xem nàng, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy, hắn cùng với thái tử so sánh, người nào càng hơn một bậc. Tử An trong lòng vi kinh, lời này là có ý gì? Điều tra nàng, muốn từ trong miệng nàng biết lão thất dự định. Tử An trên mặt không có chút rung động nào, cái này nơi nào có khả năng so sánh. Thái tử điện hạ có thái tử điện hạ điểm tốt, lương vương có lương vương điểm tốt, như vậy, vương gia có từng tại trước mặt của ngươi nói qua, lương vương càng hơn thái tử. Hoàng hậu lại trực tiếp hỏi. Tử An lắc đầu, vương gia chưa từng ở trước mặt ta nói qua như vậy. Hoàng hậu mỉm cười. Người cùng bản cung bây giờ là chị em dâu, cũng là hoàng gia người, có cái gì không ngại nói thẳng, bản cung cũng biết ngày xưa đối với người ta có chút quá phận nếu có cái gì không vui. Người không muốn nhớ ở trong lòng. Tử An có chút hồ đồ, không rõ bạch hoàng hậu vì sao lại nói lời như vậy. Ta không có cái gì không vui, nương nương đa tâm. Tử An không kiêu ngạo, không tự ti địa đạo. Hoàng hậu thỏa mãn gật đầu, vậy là tốt rồi, đã như vậy, bản cung sẽ không ngại có chuyện nói thẳng. Tử An ngẩng đầu nhìn nàng, rốt cục muốn đi vào chính để. Hoàng hậu nhìn xem nàng, nghiêm túc nói. Bản cung biết vương gia bây giờ là có phế thái tử dự định nhưng mà bây giờ hoàng thượng bệnh nặng. Một khi phế bỏ thái tử thì gây nên nhiều mặt tranh đoạt. Bản cung không hy vọng lương vương cuốn vào tranh đoạt thái tử chỗ trong tranh đấu. Hy vọng ngươi có thể trở về cùng vương gia nói một chút. Từ An cân nhắc trong lời nói của nàng ý tứ, cẩn thận nói, nương nương. Cái này phế thái tử một chuyện ta chưa từng nghe vương gia nói qua, đến nỗi lương vương, người phần mờ nhạt đối với hoàng vị cũng không chú ý, nương nương có thể yên tâm, xưa đâu bằng nay. Hắn bây giờ đã là một cái em đẹp người, lại tự nhận không giống như thái tử kém. Bản cung kỳ thực không quan tâm ai làm thái tử cũng là bản cung nhi tử, không phải sao? Chỉ là không hy vọng huynh đệ bọn họ trở mặt thành thù hoặc để ngoại nhân có cơ hội để lợi dụng được từ an, ngươi là người thông minh, sẽ minh bạch bản cung ý tứ, cho nên, bản công hy vọng ngươi có thể cùng A Hâm nói. Chị liệu chân của hắn thương không có chút tự tin nào, để cho hắn buông tha. Từ an trong lòng nhất thời phức tạp. Nàng cơ hồ lập tức liền đoán được hoàng hậu truyền triệu nàng vào cung nguyên nhân. Lương vương ẩn thật tốt nếu như lại chữa khỏi chân thương, như vậy nàng liền cho rằng lương vương sẽ đối với ngấp nghé hoàng vị. Bởi vì hoàng hậu rất rõ ràng, Lương Vương tư chất cùng bản tính đều so thái tử hảo, mà lại là trưởng tử, phía trước bởi vì ẩn tật cùng chân thương, chính hắn từ bỏ chính mình. Vô tâm tranh đoạt thái tử chi vị, nhưng khi hắn khá hơn, liệu sẽ còn như trước kia đạm nhiên đâu? Chưa hẳn, nói cách khác chính là hoàng hậu cái này làm mẹ cũng tin không được con của mình. Chỉ là, hoàng hậu trước đó rất hy vọng có thể trị hết chân của hắn cùng ẩn tật vì cái gì hiện tại thay đổi chủ ý. Tử An cảm thấy trong đó nhất định xảy ra chuyện gì, nàng ngó mặt đi chỗ khác. Cũng không chú ý nhìn thấy bình phong phía dưới có một đôi giày, có người ở ở đây. Nàng lập tức rời đi chỗ khác mắt, sợ bị hoàng hậu phát hiện. Theo lý thuyết, hôm nay hoàng hậu nói với nàng những thứ này, là có người thụ ý, là ai thụ ý. Đại khái là thái phó, hoàng hậu chỉ nghe thái phó mà nói, hơn nữa, cặp kia dày nhìn mười phần xa xỉ quý tử an cảm thấy trong lòng tràn đầy nộ khí này đối lương vương mà nói quá không công bằng nhưng mà nàng không có biểu hiện ra cơn giận của mình chỉ là thản nhiên nói nương nương ta là lương vương thầm thầm mà lại là hắn bác sĩ phụ trách ta không có cách nào nói với hắn trần của ngươi chị không được bởi vì ta biết rõ có thể chữa chị hoàng hậu thản nhiên nói bản cung còn tưởng rằng ngươi là người thông minh thật tình không biết ngươi cũng cách này như vậy ngu xuẩn Tử An tính khí nhẫn nại nói, hoàng hậu nương nương. Lương vương chân là có thể khỏi hẳn. Chính hắn cũng nguyện ý chịu đựng trị chị liệu đau đớn, hắn thực sự hy vọng tốt, hắn khát vọng cùng mọi người giống nhau, xem như mẫu thân, ngài nhất là hẳn là ủng hộ hắn. Mà không phải lo lắng những cái kia có không có. Hoàng hậu nhìn xem nàng, người minh bạch làm mẹ tâm tư sao. Người không rõ, người không phải mẫu thân, người cho rằng bản cung không hy vọng hắn tốt sao thương thế của hắn khốn nhiễu bản cung nhiều năm. Bản cung nằm mơ giữa ban ngày đều hy vọng hắn có thể giống người bình thường một dạng sống sót nhưng mặt chân của hắn một khi tốt bản cung trả ra đại giới. Có khả năng chính là mất đi một đứa con trai, ngươi là bản cung mà nói, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn. Tử An nói ta cảm thấy hoàng hậu nương nương là lo bò trắng răng, lương vương điện hạ đối với thái tử chi vị không có chút nào lòng mơ ước, ngươi có thể bảo đảm hoàng hậu châm chọc đạo không ai cũng không thể cam đoan chỉ sợ liền chính hắn đều không biện pháp cam đoan chính như bàn cung vừa mới lời nói lúc trước hắn không dám nghĩ là bởi vì hắn thân có tàn tật nhưng hôm nay hắn ẩn tật đã tốt một khi lại chữa khỏi chân thương hắn lại so với thái tử xuất sắc cho đến lúc đó hắn sẽ không muốn sao người đều có dã tâm liền ngươi hạ tử an chẳng lẽ liền không có vấn đình hậu vị chi tâm tử an nhìn xem nàng trong lòng nộ khí ngược lại biến mất hoàng hậu hoặc có thể tính toán tìm hiểu một chút lương vương ngài ngược lại vẫn luôn có phái người giám thị hắn không bằng thật tốt hiểu rõ tính tình của hắn hơn nữa ta cho rằng lương vương nếu có tâm muốn tranh đoạt thái tử chi vị coi như chân của hắn không có khỏi hẳn cũng không gấp hắn đã có thể nối dõi tông đường tử an dừng một chút vừa tối bày ra nói hoàng hậu nương nương cũng rất thông minh hẳn phải biết cái gọi là uy hiếp cũng chỉ là chính mình nhiều lo nghĩ hay là một ít người có dụng tâm khác trò xiếc lương vương chính xác không bằng thái tử hảo khống chế. Nói xong, nàng kho người tự an cáo lui. mười 318 Thúy Ngọc trở về. Hạ tử an mà nói không phải không có lý, nhưng mà, sẽ sao? Đó là phụ thân của nàng, nàng tin cậy nhất người. Tử An sau khi đi, sau tấm bình phong tránh ra một người, Tử An không có đoán sai. Hắn chính là Lương Thái Phó, phụ thân. Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn hắn, nàng nói đúng, có lẽ, A à Hâm không có cái này dã tâm, nếu như chúng ta bởi vì kiêng kỵ mà để hắn bỏ lỡ cơ hội khỏi hẳn, chính xác đối với hắn không công bằng. Lương Thái Phó rất thất vọng mà nhìn xem nàng, người thân là Hoàng hậu. Càng như thế dễ dàng liền bị người giao động tâm tư, quả thực đề vi phụ thất vọng bất quá cũng khó trách hạ tử an lợi hại nhất chính là mê hoặc nhân tâm bất quá mấy câu nàng liền để ngươi cải biến chủ ý mộ dung kiệt cho nàng tương trợ như hồ thêm cánh a hoàng hậu có chút do dự thân hãm trong đó nàng đã khó phân ai đúng ai sai lương thái phó tiếp tục nói a hâm cùng mộ dung kiệt lui tới rất thân nếu như a hâm được phong làm thái tử cuối cùng cầm quyền người là ai còn không phải mộ dung kiệt hơn nữa, người hai đứa con trai một khi tranh đoạt, hai hổ tranh chấp phải có một chết. Ngươi thật nguyện ý nhìn thấy cục diện này. Hoàng hậu sợ nhất chính là dạng này, thái tử cũng tốt, Lương Vương cũng tốt, cũng là nàng sở sinh, bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện nàng cũng không muốn. Lương Thái phó nhìn xem sắc mặt của nàng, cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi cũng đồng ý hạ tự an nói lời, cho rằng vi phụ có khác giáp tâm. A à Hâm cùng thái tử cũng là cháu ngoại của ta bọn hắn ai làm hoàng đế đối với hai ta nhà đều là giống nhau hoàng hậu ngơ ngác một chút nàng từng có khoảnh khắc như thế nghĩ tới vấn đề này chính xác như mùa hè từ an lời nói thái tử lại so với a hâm hảo khống chế a hâm vẫn luôn cùng ngoại tổ phụ không thân cho bản cung suy nghĩ thật kỹ hoàng hậu đạo lương thái phó lắc đầu thất vọng nói ngươi chậm rãi nghĩ đi một khi a hâm chân tốt ngươi liền đợi đến xem bọn hắn huynh đệ bất hòa a nói xong phẩy tay áo bỏ đi hoàng hậu trong lòng phiền não phải nhanh, chuyện này đối với nàng tới nói, là một cái chọn lựa vấn đề. Từ An trở lại trong phủ, liền đem hoàng hậu nói với hắn lời nói cáo chi mộ dung kiệt. Mộ dung kiệt sau khi nghe xong, lạnh lùng thốt quả thực là điên rồi, đầy trong đầu đang suy nghĩ cái gì tranh quyền đoạt lợi. Từ An lo lắng nói, ngươi cảm thấy, lương thái phó có thể hay không đối với lương vương hạ thù. Nếu như ta kiên trì chữa trị, mộ dung kiệt suy nghĩ một chút. Nếu như A Hâm ở thời điểm này xảy ra chuyện, Hoàng hậu nhất định nghĩ đến là hắn làm. Hắn còn cần Hoàng hậu ủng hộ, sẽ không tùy tiện hạ thù. Hắn nhìn xem nàng, có chút muốn nói lại thôi, sẽ không đúng A Hâm hạ thủ, cũng không bài trừ sẽ đối với nàng cái này đại phu hạ thủ, bởi vì. Trong kinh trị được càng A Hâm chân thương người, chỉ cần nàng. Kỳ thực tự an đang hỏi thời điểm đã nghĩ đến mộ dung kiệt nghĩ, sợ hắn lo lắng mới không có hỏi nàng phiền não nói hoàng hậu như thế nào như thế ngây thơ lương vương nếu như muốn tranh đoạt thái tử chi vị coi như chân không có chữa khỏi cũng giống vậy có thể tranh đoạt mộ dung kịch lắc đầu bởi vì cơ thể kiện toàn thái tử cùng một cái thân thể không chọn vẹn thái tử ai cũng biết lựa chọn một cái thân thể kiện toàn thái tử tăng thêm a à hâm danh tiếng quá kém muốn tẩy đi tạt vào trên người hắn nước bẩn không phải chuyện một ngày hai ngày trừ phi chân hắn thương lành, có thể đi thiết lập chiến công, bọn hắn cho rằng, có bản vương cùng tiêu kiêu tại. A à, hâm muốn thiết lập chiến công, là chuyện dễ dàng. Tử An nghĩ không ra tầng này đi, nếu như là dạng này, lương thái phó chính xác sẽ lo lắng lương vương, bởi vì, võ công của hắn không tệ, ngày đó gặp qua hắn thi triển thân thủ. Như chân của hắn trôi chảy tại xa trường rèn luyện 2 năm, thật đúng là sẽ trở thành thái tử số một uy hiếp bây giờ là hy vọng hoàng hậu không nên động dao động bằng không nàng một khi chặn ngang một gậy tre chân này thật đúng là không thể chữa trị mộ dung kiệt nói ngày mai bắt đầu đem tiểu đau triệu hồi tới bên cạnh ngươi cây long nhãn cũng cùng nhau vào phủ đến nỗi mẫu thân ngươi bên kia nhị ca đã an bài nhân thủ chỉ là bây giờ tại huấn luyện bên trong bàn vương để hắn sớm một chút nhóm người đi thôi cũng tốt từ An biết hắn lo lắng cho mình, liền đồng ý, nàng vốn là dự định để tiểu đao tại bên người mẫu thân lưu thêm mấy ngày này, nàng bây giờ bên cạnh không có quen thuộc người, cũng không tốt lắm. Từ An ngày thứ hai trở lại thính Vũ Hiên, lại nhìn thấy Thúy Ngọc cô cô đứng ở ngoài cửa, do dự không dám tiến vào. Nhìn thấy Từ An, nàng cả kinh, vội vàng muốn chạy. Từ An nói Thúy Ngọc cô cô, chậm đã thúy ngọc cô cô quay đầu lại có vẻ hơi sợ hãi nhưng mà lập tức liền quỳ xuống nô tỳ khấu tạ đại tiểu thư cảm ơn ta cái gì tử an ngơ ngác một chút nàng không biết thúy ngọc nhà cô cô người cũng bị cương thi bệnh lây bệnh nếu không phải đại tiểu thư nghiên cứu chế tạo đến phương thuốc nô thì người nhà cũng không thể sống sót thúy ngọc cô cô đào nguyên lai là chuyện này ta ngược lại không phải chuyên môn vì ngươi làm đứng lên đi tử an thản nhiên nói Thúy Ngọc cô cô đứng lên, giống như là sợ Từ An hiểu lầm nàng tới là có địch ý, liền ngay cả vội nói, "Nô tỳ chính là nghĩ đến cho huyện chủ dập đầu thỉnh tội, thỉnh tội sau đó." Nô tỳ liền muốn đi ngoại địa, "Ngươi phải ly khai kinh thành." "Đi nơi nào?" Tiểu Tôn vấn đạo. "Đi nơi khác tố công a, à, nô tỳ bán đứng lão phu nhân, ở kinh thành danh tiếng đã xấu, cũng tìm không thấy việc làm." Thúy Ngọc cô cô tự diễu. Tử An mới nhớ tới Tô Thanh từng nói qua Thúy Ngọc cũng đến hình bộ làm cung cấp một chuyện cái gọi là phản bội, kỳ thực cũng là dồn đến phần cuối. Bằng không, mấy chục năm chủ tớ tình nghĩa, không đến mức như thế. Tử An nói, người cũng không cần cố ý đến cho mẫu thân thỉnh tội, đi thôi. túy Ngọc ái náy địa nói, không. Nô tỳ nếu không tới dập đầu, trong lòng bất an, những năm này, Nô tỳ đã làm nhiều lần tổn thương huyện chủ cùng đại tiểu thư sự tình. Tử An nhìn xem nàng thật có hối hận chi ý, nhân tiện nói. Đã như vậy, ngươi liền vào đi thôi, tạ đại tiểu thư. Thúy Ngọc cô cô cảm kích nói. Tử An mang theo nàng đi tới nhà gỗ, viên Thúy ngữ không tại, hỏi đao lão đại mới biết được nàng tại nhã thất. Như thế nào đi bên kia? Tử An nhíu mày vấn đạo. Đào lão đại bất đắc dĩ nói, cái kia Trần Linh lung một mực gào thét muốn gặp huyện chủ, huyện chủ vốn không nguyện ý lý tới nàng, cái này không, nhưng mà giống phải thực sự quan trọng huyện chủ liền đi một chuyến. Từ An cảm thấy viên túy ngữ quá mềm lòng, Thủy chung là muốn đạo. Đang muốn đi vào tìm nàng, đã thấy nàng đi ra. Mẫu thân, người đi gặp nàng làm cái gì? Từ An nghênh đón vấn đạo. Viên túy ngữ đỡ cái chán. Rất là phiền não nói, nàng nói muốn gặp Lâm Lâm, ta nói cho nàng, Lâm Lâm đã chết, nàng không tin, còn nói Lâm Lâm là bị Mai Phi nương nương giấu đi mà thôi, để ta đi tìm Mai Phi nương nương. Nếu như có thể gặp Lâm Lâm một mặt, nàng Cam nguyện tự vận ngươi không cần lý tới nàng. Từ An đạo, ta là không muốn phản ứng nàng, chỉ là nàng một mực hô hào Lâm Lâm tên. Nàng ngẩng đầu, gặp Thúy Ngọc đứng ở một bên, Thúy Ngọc cô cô. Thúy Ngọc quỳ xuống, hướng về phía Viên Thúy ngữ liền dập đầu. "Huyện chủ, nô tỳ là tới thỉnh tội." viên thúy ngữ nói đứng lên đi không có cái gì tội hào thình lão phu nhân bên cạnh nhiều người như vậy ngươi xem như đối với chúng ta mẫu nữ không tệ cái gọi là không tệ chỉ là không có ác độc làm khó dễ đương nhiên cũng có qua các loại tiết kế hãm hại túy ngọc cô cô tựa hồ không nghĩ tới viên thúy ngữ hào phóng như vậy liền tha thứ nàng nước mắt rơi phía dưới Nặng nề mà dập đầu mấy cái, Nô Tỳ hối hận không chịu nổi a, à, đi qua lần này, Nô Tỳ cuối cùng minh bạch cái gì gọi là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Viên Thúy ngữ rõ ràng không quen bị người dạng này quỳ lại, thì thấy Tiểu Tôn kéo nàng đứng lên, trong miệng vẫn nói, ngươi có tính toán gì? Chương 319, Liễu Liễu tuyệt thực. Ngươi hà tất bốn phía đi, trong nhà không phải tốt sao? ngươi những năm này hẳn là cũng có không ít tích xúc viên thúy ngữ đạo túy ngọc cô cô buồn bã nở nụ cười chất nhi cũng đã thành ra ai nguyện ý tu lưu nô ti. lại nói nhiều năm như vậy cũng không tích chữ cái gì đều cho bọn hắn lên phòng ở cưới vợ sinh con bạc của ngươi đều cho bọn họ bọn hắn còn không nguyện ý dưỡng ngươi viên thúy ngữ không hiểu vấn đạo ngược lại cũng không phải nói không muốn chỉ là nô tỳ có tay có chân ngày đó cho bạc bọn hắn cũng không dự định để bọn hắn hồi báo bây giờ gặp rủi ro sao xong trở về để bọn hắn nuôi cuộc sống của bọn hắn cũng không dễ chịu viên thúy ngữ suy nghĩ một chút như vậy đi hoành thủ ta chỗ này cũng thiếu một người biết gốc tích ngươi như nguyện ý liền lưu tại nơi này à tử an khẽ giật mình lập tức lôi kéo viên thúy ngữ tay nói mẫu thân ta với ngươi nói hai câu nàng đem viên thúy ngữ kéo gần nhà gỗ biểu lộ thái độ mẫu thân người thiếu người mà nói ta có thể để tiểu tôn trở về phục dịch ngươi nhưng mà ta không tán thành tiếp tục thu lưu nàng ngươi cảm thấy nàng lại bán đứng ta vẫn sẽ hại ta viên thúy ngữ vấn đảo tử an nói ta không biết nhưng mà cẩn thận một chút không sai ta biết ngươi lo lắng cái gì nhưng mà không cần lo lắng thúy ngọc người này ta rất rõ ràng nàng và lam ngọc không giống nhau mặc dù trước đó cũng vì khổ sở ta thế nhưng từng đối với ta thủ hạ lưu tình đi qua lần này ngươi đối với nàng người nhà có việc mệnh tri ân nàng hẳn là sẽ trân quý một cơ hội này tướng phủ đã rơi đài nàng còn có thể thế nào tử an nói bất kể như thế nào bây giờ phải dùng người cũng không phải không có người dùng không cần thiết dùng lão phu bên người thân người không sao yên tâm đi viên thúy ngữ vỗ tay của nàng đạo Tử An gặp nàng khăng khăng như thế, cũng không biện pháp, chỉ hy vọng Thúy Ngọc đã trải qua đây hết thảy sau đó, sẽ lại không tồn cái gì ý đồ xấu. Thúy Ngọc cô cô nghe Tử An cũng không phản đối nàng lưu lại, lập tức liền quỳ xuống dập đầu, trên mặt cư nhiên là hối hận nước mắt nô tỳ khấu tạ huyện chủ cùng đại tiểu thư đại ân đại đức. Tử An nhìn xem nàng, Thúy Ngọc cô cô ta không phải là rất đồng ý ngươi lưu lại, nhưng mà mẫu thân kiên trì nàng nói ngươi cùng Lam Ngọc không giống nhau, ngươi sẽ không hại nàng, hy vọng ngươi không nên cô phụ nàng đối ngươi phần này tín nhiệm. Thúy Ngọc cô cô chảy nước mắt nói, đại tiểu thư yên tâm. Nô tỳ sẽ không tổn thương huyện chủ, nếu không phải huyện chủ thu lưu. Nô tỳ kỳ thực cũng không biết nên đi nơi nào. Nô tỳ sẽ cố mà chân quý huyện chủ cho cơ hội. Tự an nói, hy vọng như thế. Buổi trưa, Sao Thân Vương người liền tới, tới tổng cộng có 13 người, hai người thị nữ, còn lại cũng là thị vệ. Thấy được động, liền biết người người cũng là người luyện võ, liền thị nữ đều không đơn giản. Sao Thân Vương cùng đi tới nhưng mà không có đi vào, tại cửa phủ trên xe ngựa chờ lấy. Tử An ra ngoài vén rèm lên, Vương ra không đi vào sao? Sao thân vương hôm nay mặc một bộ thanh sắc áo choàng, đầu buộc trắng quan vũ khăn, nhiều hơn mấy phần nho nhã, hắn khẽ cười nói, không, nên đi vào thời điểm, bản vương sẽ đi vào, ở giữa bạn bè gặp mặt. Trò chuyện cũng không không thể. Từ an cảm thấy hắn có chút quá mức thủ lễ. Sao thân vương lắc đầu, giữa bằng hữu gặp mặt nói chuyện là có thể, nhưng mà bản vương cùng nàng không phải bằng hữu cũng không nguyện ý chỉ là bằng hữu cho nên, bản vương muốn chờ nàng chuẩn bị kỹ càng, mới sẽ đi gặp nàng, vậy ngươi phải chờ tới lúc nào? Tử An cảm thấy còn không bằng tha gan đuổi theo, đương nhiên, nàng dùng chính là người hiện đại tư duy. Bản vương sẽ biết, sao thân vương đã tính trước địa đạo. Tử An nghe hắn nói như vậy, cũng không miễn cưỡng, hảo, đã như vậy ta liền thay mẫu thân cảm tạ vương ra. Sao thân vương đưa tay đè ép một chút, ngươi không cần cảm ơn bản vương bản vương vì mình nữ nhân làm sự tình, bất luận kẻ nào đều không cần nói cảm tả. Nghe được như thế bá khí trả lời, tử an xem như yên tâm, khom người, vương ra liền ở chỗ này chờ a à, tử an rời đi thính vũ hiên sau đó, liền đi lương vương phủ. Lại bị cáo chi lương vương bị hoàng hậu cấp bách triệu nhập cung, trước kia liền vào đi, bây giờ còn chưa có trở lại. Tử an trong lòng lột bột một tiếng, chẳng lẽ hoàng hậu dự định để lương vương từ bỏ trị liệu, nghĩ tới đây nàng đối với người làm trong phủ nói ta ở chỗ này chờ hắn trở về trùng hợp tô thanh cũng đến tìm lương vương nghe lương vương vào cung hắn cười cười chẳng lẽ hoàng hậu nương nương thấy hắn sai đi trong phủ nữ nhân lại nên vì hắn lại tìm một nhóm tô thanh cùng tiêu mở đất bọn người không biết lương vương ẩn tật tự nhiên cũng không biết hoàng hậu tìm như thế một đoàn nữ nhân ở trong phủ là vì che giấu tai mắt người Tử An nhớ tới phía trước hắn, bọn hắn nhắc tới ý Nhi, liền hỏi: Lương Vương có phải hay không có ý Trung Nhân a? À? Có phải hay không gọi ý Nhi nữ tử kia là ý Nhi? Nhưng mà ưa thích cũng vô dụng thôi, hắn vẫn luôn không nói. ý Nhi cũng không biết lập gia đình không có. Tô Thanh đạo: Ngươi cùng ta nói nói cái này ý Nhi. Tử An đạo: Tô Thanh ngồi xuống, đã không còn gì để nói, coi như ưa thích Hoàng hậu nương nương cũng nhất định sẽ không để cho hắn cưới ý Nhi, vì cái gì a? À? Tử An rất là kinh ngạc hoàng hậu nương nương làm sao lại nguyện ý để lương vương cưới một thường dân nữ tử còn là một cái tây lương nữ tử đâu tây nam nữ tử ý nhi là tây nam nữ tử tử an kinh ngạc đúng vậy a à, tây nam quốc cũng không phải là nam nghi ngờ vương sở ở nam quốc tây nam quốc là một cái thảo nguyên quốc gia những năm này cũng quật khởi rất nhanh có điểm giống tử an quen thuộc mông cổ quốc nếu là bên ngoài cương nữ tử, lại là bình dân, hoàng hậu nương nương sợ là chắc chắn sẽ không đồng ý, ngược lại là đáng tiếc lương vương một phen tình thâm. Bọn hắn là thế nào nhận biết? Tử An vấn đạo. Quá trình cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng mà nghe nói ý nhi từng đã cứu lương vương một mạng, bất quá, nàng tự hồ cũng không biết lương vương thân phận dạng này a. À. Từ An vẫn nói, vậy trừ những thứ này, ngươi còn biết cái gì, không biết, ngươi nghĩ như vậy biết nhân ra tình hình làm cái gì có thời gian rảnh rỗi này còn không bằng khuyên nhủ liễu liễu. Nàng vì tiêu mở đất đều nhanh chết, Tô Thanh thở dài nói. Từ an sợ hết hồn, mới nhớ tới đã lâu không gặp qua liễu liễu, kể từ nàng bắt đầu vì lương vương trị liệu phía trước liền không có gặp nàng đã tới. Nàng thế nào? Từ an liền vội vàng hỏi. Nàng tháng sau liền 19 tuổi, nàng tổ mẫu vì nàng thu xếp việc hôn nhân, nàng chết sống không đồng ý gả, bây giờ trong phủ náo tuyệt thực đâu. Tô Thanh Đạo chẳng trách, tiêu mở đất cái kia man nghiêu đâu. Người nói với nàng liễu liễu tình huống không có, Tô Thanh tức giận nói, như thế nào không nói. Nhưng mà hắn nói, không muốn trở thành thân. Cũng không thích liễu liễu, tử an không nghĩ tới tiêu mở đất là cái phản ứng này, không khỏi thất vọng nhưng mà cũng minh bạch chuyện cảm tình chưa từng có thể miễn cưỡng. Như tiêu mở đất thật sự không thích liễu liễu, lại ép buộc hắn cưới liễu liễu, đối với hắn cũng không công bằng. Chỉ là, nàng nghi ngờ là liền không có người cùng lão thái quân nói cái kia cái gọi là đại nạn là rất vô căn cứ sao. Ai tính toán, lời này cũng không cần nói đến quá tuyệt đối. Kể từ gặp qua thái hoàng thái hậu, lại nhớ tới chính mình xuyên qua sự tình, thứ nào không phải vô căn cứ. mươi 320, Hảo Mẫu Thân Tô Thanh nói, ta đi qua, bị lão thái quân đuổi ra ngoài, người cũng không thấy được lão thái quân bây giờ là không cần quan tâm nhiều, chói cũng phải đem nàng chói lên kiệu hoa. Từ an không nghĩ tới sự tình đã nghiêm trọng đến tình trạng này, nàng vô kế khả thi. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn để liễu liễu gả cho một cái nàng người không thích sao? Tô Thanh nói, người có biện pháp nào? Tiêu mở đất cái này hỗn đàn quang vòi dài mau trí tuệ không phát triển. Hai người đang giàu thì thấy lương vương khấp khẽnh đi về tới. Hắn nhìn thấy Từ An cùng Tô Thanh Đô tại, liền dương lên khuôn mặt tươi cười, "Đều tới." Từ An nói, "Đúng vậy, cũng chờ ngươi gần nửa ngày." Lương Vương ngồi xuống, nụ cười vẫn như cũ, "Bản Vương vào cung ân, ta biết vừa rồi trong phủ ngươi người đều nói với ta." Từ An nhìn xem hắn, cảm thấy nụ cười của hắn có chút quái dị, miễn cưỡng rất đúng vậy lương vương thở phào nhẹ nhõm tiếp đó ngẩng đầu nhìn từ an ngươi ở nơi này liền tốt bản vương vừa vặn muốn nói với ngươi chuyện ngươi về sau không cần đến cho bản vương trị chân từ an kinh ngạc nhìn hắn vì cái gì lương vương mỉm cười dạng này không phải thật tốt sao quen thuộc bỗng nhiên để bản vương như cái người bình thường một dạng hành tẩu Bản Vương còn không quen thuộc đâu, hơn nữa, người cũng nói trị liệu đều đem xương cốt gõ nát một lần nữa tiếp, cái này nhớ tới đã cảm thấy đau a, à. Bản Vương là chịu không nổi đau người. Cũng không cần trị liệu cho thỏa đáng. Tô Thanh kỳ dị điện nói, ngươi còn chịu không nổi đau? Phía trước ngươi chúng tên, hừ đều không hừ qua một tiếng. Từ An nhìn xem hắn, hắn gặt ra miễn cưỡng, khuôn mặt tươi cười, hết sức tươi đẹp. Nhưng mà đáy mắt một màn kia bi thương lại là nụ cười đều không che giấu được nàng minh bạch hoàng hậu truyền triệu hắn vào cung là để chính hắn từ bỏ. Từ an trong đầu dâng lên nộ khí, hoàng hậu sao có thể làm như vậy? Cái này muốn hắn tiếp nhận bao lớn thất vọng cùng đau đớn. Còn có bị cái này càng làm người đau đớn tâm sao? Đau đớn phương diện ta có thể nghĩ biện pháp chỉ cần ngươi nguyện ý tử an nhìn xem hắn đảo. Lương vương khoát khoát tay. Không được dạng này rất tốt, đúng, bản vương lập tức sẽ thành thân hắn cười, đắc ý nhìn về phía Tô Thanh, bàn vương Thủy chung là so ngươi sớm thành thân A, à, Tô Thanh ngạc nhiên vẫn nói. Người cưới nhà ai nữ tử, lâm ra đại tiểu thư, phía trước dự định gả cho tướng ra cái vị kia. Lương vương nói. Tử an cơ hồ liền cái bàn đều cho sốc nàng cười lạnh, ngươi đồng ý. Hắn đem người trong phủ đều cho sai đi, làm xong tất cả tâm tư đi chờ đợi hắn yêu nữ tử. Lại bị cáo chi muốn cưới một cái người không thích, vì cái gì không đồng ý đâu. Lương Vương kỳ quái nhìn xem nàng, lâm gia đại tiểu thư không tệ, bộ dáng rất tốt, xuất thân tốt. Quan trọng nhất là, lâm gia đại tiểu thư không có huynh đệ. Không con, liền ngoại thích không nhiều, con nối dõi đất đoạn, cưới lâm gia đại tiểu thư, về sau không có cái uy hiếp gì. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, lâm đại nhân quan chức không cao, cơ hồ là không có giá trị lợi dụng. Ý nhi đâu, ý nhi làm sao bây giờ? Người thật muốn từ bỏ sao? Từ an ép hỏi lương vương kỳ dị mà nhìn xem nàng người biết ý nhi ý nhi là cô nương tốt nàng có lẽ đã sớm thành thân hơn nữa bản vương mặc dù từng thích nàng nhưng không nghĩ qua muốn cưới nàng a à, nàng thủy trung là tây nam nữ tử xuất thân thấp hèn không xứng với bản vương hắn tự tay rót một chén trà từ an nhìn thấy hắn nắm chặt cái chén đầu ngón tay cũng hơi phát run hắn đau lòng vừa phẫn nộ nhưng lại không thể không giả ra bộ dáng quỷ này tới dỗ dành chân chính quan tâm hắn người Tô Thanh cũng nhìn ra không thích hợp Lương Vương, người có thể cự tuyệt. Người rất ưa thích ý nhi, hơn nữa, ý nhi chưa chắc sẽ thành thân, sao không đi tìm nàng. Không tìm, có cái gì tốt tìm. Loại kia bình dân nữ tử chỉ là dùng để giải trí, tiêu khiển đi qua giống như rác rưởi một dạng ném xuống. Hắn uống từng ngụm lớn xong trà trong ly, đi. Các ngươi đều trở về đi, bản vương còn có việc. Nói xong, liền đi ra ngoài. Tử An cấp tốc đứng lên ngăn lại hắn ta biết hoàng hậu nương nương là sợ ngươi uy hiếp thái tử cho nên gọi ngươi từ bỏ trị liệu chân của ngươi thậm chí còn an bài cho ngươi dạng này một mối hôn sự ngươi có thể phản kháng ngươi không cần thiết nghe nàng lương vương nhìn xem nàng bật cười một tiếng nhìn ngươi nói gì vậy mẫu hậu tại sao có thể như vậy đối với ta là chính ta từ bỏ không trị liệu hơn nữa tiểu thư nhà họ lâm ta đã thấy Coi như không tệ, là ta quyết định cưới nàng, đi, đừng suy đoán lung tung, trở về đi, chờ lấy uống bản vương rượu mừng, Lương Vương đi, đi thôi đi thôi, đừng làm trở ngại bản vương. Bản vương quay đầu còn hẹn tiểu thư nhà họ Lâm đi thưởng mẹ nàng hoa đây. Nói xong, thôi táng Tô Thanh cùng Tử An. Tử An cùng Tô Thanh liếc nhau, đành phải tạm thời rời đi. Lương Vương nhìn xem bọn hắn đi tiếp đó, chậm rãi ngồi ở trên thềm đá, nhẹ nhàng gõ chân của mình, cười nói, đây không phải rất tốt sao? muốn thành hôn, nụ cười của hắn từng tấc từng tấc biến thành cứng ngắc tảng đá, hâm nhi, người ẩn tật có thể trị hết, mẫu hậu thật sự thật cao hứng, không nói ra được cao hứng. Mẫu hậu không có tiếc nuối, có thể nhìn đến người giống người bình thường một dạng sống sót. Thật sự không có tiếc nuối, mẫu hậu rất hy vọng có thể nhìn thấy chân của người tốt cùng tất cả người bình thường một dạng không còn bị người nhạo báng nhưng mà ngươi một khi tốt ngươi có muốn hay không qua một ít có giáp tâm người liền sẽ phân hóa huynh đệ các ngươi ngươi liền sẽ trở thành người khác hung khí tổn thương em trai ngươi hung khí ngươi thật sự nguyện ý làm thế này sao để để ngươi mặc dù không có gì tiền đồ nhưng mà thiên tính thuần lương đối với ngươi lại là cực kỳ quan tâm quan tâm ngươi cũng không nhẫn tâm nhìn thấy hắn bị tước thái tử chi vị có phải hay không ngươi so với hắn xuất sắc nhiều lắm, mẫu hậu an bài cho ngươi một mối hôn sự là một vị hiền lương thục đức nữ tử, là lâm thị lang tôn nữ lâm đại tiểu thư. Phía trước tướng gia đối với nàng cũng là khen ngợi có thừa, nhất định sẽ trở thành ngươi hiền nội trợ, lại cũng sẽ không ghét bỏ ngươi tàn tật nếu như ngươi không đồng ý. Mẫu hậu cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, đúng, vị kia ý nhi cô nương còn tại trong kinh A. Nữ tử như vậy cũng vọng tưởng trở thành vương phi đơn giản mơ mộng hão huyền, yên tâm, mẫu hậu sẽ thay ngươi xử trí nàng. Hắn nghe được chính mình quỳ xuống thanh thúy âm thanh, mẫu hậu, nhi thần sợ đau. Không thể chịu đựng gãy xương nối lại đau đớn, điểm ấy, nhi thần sẽ tự mình cùng hoàng thầm thầm nói. Đến nỗi kết hôn, đây là nhi thần một mực chỗ mơ ước, khấu tạ mẫu hậu an bài. Đến nỗi ý nhi, nhi thần không thấy nàng đã lâu, mẫu hậu không cần thiết đi tìm nàng, A à Kim, lấy rượu tới. Bản vương có chuyện vui, cần chúc mừng một chút lương vương vung lên cổ gào to một tiếng hắn đỡ hình trụ đứng lên lạnh lùng cười mẫu hậu a à kỳ thực ngươi rõ ràng biết là hắn đẩy ta là chỗ khác tâm tích lự hại ta thụ thương hại ta trở thành phế nhân bản tính thuần lương nàng vẫn luôn biết nhiều nam như vậy dù cho hắn trở thành tàn tật hắn cũng không có buông tha hắn đây hết thảy hết thảy nàng cũng nhìn ở trong mắt nàng đem ý nhi cũng nhìn ở trong mắt nàng biết duy chỉ có nữ tử này đã cho hắn giữa trần thế một điểm ấm áp nàng lấy ý nhi tới uy hiếp hắn hảo mẫu thân